Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho ban tổ chức cho khóa tu lần này, thầy cùng với thầy Hạnh Bảo xin được gửi lời chào đón tất cả quý Phật tử. Chúc tất cả quý vị có một ngày tu an lạc trong tiếng ve hè. Lần trước chúng ta tìm hiểu về công trạng và pháp hành của một vị đệ tử siêu xuất của Đức Phật, trí tuệ bậc nhất, vâng, gắn liền với cuộc đời hành đạo của vị đệ tử trí tuệ đệ nhất này và luôn ở bên cạnh của Đức Phật. Đó là một vị thánh đệ tử nổi tiếng mà hàng năm đến độ Vu Lan, chúng ta đều phải chắp tay để mang ơn Ngài, tưởng niệm Ngài và làm theo công hạnh của Ngài. Vị đệ tử đó được Đức Phật ban mỹ hiệu, đó là thần thông đệ nhất, vị thượng thủ có thần thông quảng đại. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hành trạng của vị thượng thủ thánh tăng này, chính là Tôn giả Mục Kiền Liên. Bây giờ đố quý vị nè, ốc quên trả bài chứ ha. Ai thuộc bài Tôn giả Xá Lợi Phất? Ở đây là mình học bài rồi đó, chứ không phải là nghe thuyết pháp đơn giản đâu. Nghe trả bài cái tự nhiên có người núp núp vô cây cột. Thầy thấy cái đầu đang thò ra nhìn, cái nghe trả bài cái từ thụt vô. Sớm này bắt được tại trận luôn. Thưa cùng quý vị, bây giờ xin phép được hỏi quý vị một câu nè. Thị giả của Đức Phật là vị nào? Thị giả của Đức Phật là Xá Lợi Phất hả? Trả lời kiểu nó cháy hết kinh điển. Thị giả của Đức Phật là vị tôn giả nào? Rất dễ thương, hiền lành và hảo tướng. Rồi đúng rồi, quý vị tự vỗ tay tán thưởng mình đi. Chính là Tôn giả A Nan. Dân bây giờ quý vị trả lời được câu này mới là hay nè. Tôn giả A Nan làm thị giả Đức Phật vào thời điểm nào? Cho tới thời điểm nào? Hồi đó đó quý vị biết, khi thầy học á, có một vị thượng tọa hỏi cái câu này thì kêu một cái ông thầy đó, thầy đã học chung với thầy, kêu ông trả lời không được. Ông trả lời ông đấy, đi hỏi ông Phật á. Trả lời vô lễ vô phép vậy đó, trả lời ông Phật. Mà quý vị biết á, thầy nói á là thầy nói lý nhí, ông thầy giáo thọ không có nghe, mà ở dưới này là 3-4 bàn mà ngồi gần á nghe, ông cứ xuống đi hỏi ông Phật đi. Ngồi kế bên mà thầy bảo tôi hỏi sao thầy nghe được, thầy ngồi kế bên ổng, ông thầy đó, cho nên nghe hết. Mắc cười quá, mấy cái bạn đã cười, cái ông thầy giáo thọ ở trên không biết chuyện gì, hỏi sao cười. Tôi cũng ngồi kế bên thầy, tôi cũng mới nghe thầy nói hỏi ông Phật. Tôi lặp lại chuyện của 20 năm trước, dĩ vãng rồi. Thưa cùng quý vị, thật ra Tôn giả A Nan được sinh ra nhằm ngay cái ngày Đức Phật thành đạo. Đây là một sự kiện lịch sử rất đặc biệt trong cuộc đời Tôn giả A Nan, cho nên cả vương triều của dòng họ Thích mới đặt tên cho Tôn giả A Nan là A Nan Đa. A Nan Đa có nghĩa là khánh hỷ, là niềm vui lớn của dòng tộc và của nhân loại, đó là ngày thành đạo của Đức Phật. Anh bảo hỏi ngày mấy kìa, ai biết? Ngày mấy? Đó đúng rồi, ngày mùng 8 tháng 12. Đúng rồi, nói theo kiểu bà già quê là mùng 8 tháng chạp. Là Tôn giả A Nan sanh ra nhằm ngày đó, cho nên khi Tôn giả A Nan lớn lên, ở cái lần mà trở về vương thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai đó của Đức Thế Tôn, thì Tôn giả A Nan mới xuất gia chung với lại 6 vị vương tử mà có dịp thầy đã giới thiệu ở trong cái đĩa Thiên Thủ Thiên Nhãn đó. Nhìn mắt nhìn tay. Như vậy cái khoảng thời gian đầu
cho tới lúc tôn giả A Nan xuất gia, vị nào làm thị giả Đức Phật? Không biết. Vâng, đó chính là vị thánh tăng mang mỹ hiệu thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên của chúng ta. Nó có một chút xíu bất công cho tôn giả Mục Kiền Liên là nói tới thị giả Đức Phật là mình nhớ A Nan, phải không? Nhưng mà A Nan là làm thị giả của giai đoạn sau. Giai đoạn đầu là tôn giả Mục Kiền Liên, quý vị nên nhớ, luôn sát cánh bên Đức Phật, lo từng phần rửa tay, rửa chân, giặt giũ, rồi dọn dẹp phòng xá. Mà quý vị biết á, là tôn giả Mục Kiền Liên là lớn hơn Đức Phật vài tuổi, nhưng mà làm thị giả với phận của một người học trò đối với một bậc thầy. Hồi xưa đó, khi thầy vô học ở Tổng Lâm á, thì có cố thượng tọa Thích Minh Phát là phó trụ trì tổ đình Ấn Quang đó, đã mất rồi đó. Lúc đó thượng tọa còn trẻ, 30 mấy tuổi thôi. Mà thượng tọa đi ra đó, thì có mấy ông thầy già ở Tổng Lâm già lắm rồi, mà quỳ xuống A Di Đà Phật bạch thầy mới ra rồi đảnh lễ. Thầy ngạc nhiên, thầy nói trời, cái ông thầy này trẻ măng mà cái bà ông già này sao mà quỳ lại. Sao ra mới biết đó là ông thầy đó là đệ tử của thượng tọa Thích Minh Phát. Mà quý vị biết già như thế, nghe 67 tuổi mà nghe thầy chuẩn bị ra là chuẩn bị pha sẵn một cái thao nước ấm, và để một cái khăn để đó để cho thầy mình tới để mà lau mặt. Mà ổng cứ đi vô ra, ổng thăm hoài cái thao đó nó nguội rồi, ổng pha lại thao khác. Hình ảnh nó làm cho thầy ghi nhớ mãi. Thì thầy chợt nhớ tới tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa cũng chăm sóc Đức Thế Tôn như vậy. Và tôn giả Mục Kiền Liên là cái người đích thân đi hái thuốc rồi nấu thuốc cho Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Thế Tôn từ bi, thường là thọ nhận sự cúng dường của những người tín đồ của những tôn giáo khác. Cho nên có khi Đức Phật phải dùng những cái thực phẩm đó, và có lúc là cái đường ruột nó bị yếu. Ngài không dùng thần thông để hóa giải, nhưng mà để cho đại chúng hiểu được rằng thân xác tứ đại vẫn mãi mãi chịu sự chi phối của tứ đại. Chỉ dùng định lực mà điều chế lại cái cơn đau của thể xác thì tôn giả Mục Kiền Liên rất là chu đáo. Cho nên trong thời gian đầu, tôn giả Mục Kiền Liên là người hầu cận của Đức Phật. Tên của Ngài tiếng Phạn đọc là Mudgala. Mudgala sanh ra ở một ngôi làng tên là ngôi làng Kolita, cho nên người ta còn gọi Ngài là tôn giả Kolita. Tức là vì cái ngôi làng đó quá hãnh diện trước sự hiện hữu của tôn giả Mục Kiền Liên, đã làm sáng danh cho ngôi làng, ai người ta cũng hãnh diện hết, cho nên người ta gọi Ngài bằng cái tên của ngôi làng ở quê mình. Đây là một cái đặc ân lớn và là một cái vinh dự lớn cho tôn giả Mục Kiền Liên và cũng là cho dân làng ở đó. Ngài là người bạn chí thân của tôn giả Xá Lợi Phất mà ở bài trước thầy đã từng giới thiệu. Thì thường đó, quý vị biết, bước vào chánh điện chúng ta thấy những cái chùa mà thờ theo truyền thống Nam Tạng đó, thì ở chính giữa sẽ thờ tượng Đức Bổn Sư Thích Ca, bên tay phải thì thờ tôn giả Ca Diếp, và bên tay trái là thờ tôn giả A Nan, là chỉ cho hai người đệ tử kế truyền y bát của Đức Thế Tôn đầu tiên nhất sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt. Đức Thế Tôn truyền y bát lại cho tôn giả Ca Diếp, xong rồi tôn giả Ca Diếp mới truyền y bát lại tôn giả A Nan, để biểu thị cho chánh pháp của Đức Phật vẫn còn truyền thừa một cách liên tục. Và mọi người người ta đều rất là thích tôn giả A Nan vì đây là một tôn giả rất mềm mỏng, dễ thương, hiền lành, hảo tướng. Và có một sự tích làm chấn động lúc bấy giờ, đó là vụ án Ma Đăng Già đã hủy hôn. Quý vị nhớ không? Tức là thương A Nan quá cho nên đi theo tôn giả A Nan tới, một hai là bắt tôn giả A Nan cưới. Đức Phật mới nói là cô không có xứng đáng. Tôn giả A Nan xuất gia, cô tại gia, cô muốn gần tôn giả A Nan thì phải xuất gia. Đồng ý liền, ghê vậy đó, chịu liền, xuất gia liền. Nhưng mà khi xuất gia xong á, mới thấy được giáo lý của Đức Phật qua sự giáo huấn của ni trưởng Mahabhasabade, tức là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, vị thánh ni đầu tiên á. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cô Ma Đăng Già là chứng quả A La Hán, còn tôn giả A Nan vẫn còn
là thanh văn bình thường, chưa chứng được quả thánh. Ở đời nó có những sự trớ trêu vậy đó. Thưa cùng quý vị, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đã xuất gia theo Đức Phật ngay trong thời gian 2 năm đầu tiên sau ngày Đức Phật thành đạo. Tức là sau khi Đức Phật thành đạo tới năm thứ 2 thì hai vị tôn giả này đã xuất gia theo Đức Phật. Thì từ ngày xuất gia quy với Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất thì luôn hầu bên cạnh Đức Phật bên tay phải, còn tôn giả Mục Kiền Liên thì đứng bên tay trái. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, tôn giả Mục Kiền Liên nhận lệnh của Đức Phật đi bố giáo. Xin phép được nhắc lại một điều là sau khi xuất gia đó, tôn giả Xá Lợi Phất mãi đến 2 tuần lễ sau, nhân duyên người cậu của mình là Câu Hy La Phạm Chí Móng Tay Dài đó đi tới cật vấn Đức Phật, được Đức Phật khai thị, thì ngay lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất mới chứng được quả A-la-hán. Trong khi tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn hết đồ đệ của mình tới bài thuyết pháp đầu tiên, tất cả đồ đệ đều chứng quả A-la-hán, riêng 2 ngày không chứng quả. Một tuần lễ sau, tôn giả Mục Kiền Liên mới chứng A-la-hán, tôn giả Xá Lợi Phất vẫn chưa chứng A-la-hán. Cho đến một tuần sau nữa, Phạm Chí Trường Trảo đi tới để cật vấn Đức Phật và được Đức Phật khai ngộ về cái hiểu biết và cái chấp đó, chấp vào cái hiểu biết đó. Thì lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất đứng ở bên cạnh Đức Thế Tôn hầu đó, nghe được câu chuyện đó mới chứng được quả A-la-hán. Thì sau khi tôn giả Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán, dứt hết tất cả những phiền não, thấy rõ sanh tử của mình và nghiệp báo của mình đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay và hiển lộ thần thông, thì tôn giả Mục Kiền Liên mới chính thức được Đức Phật tuyên bố đây là người đệ tử lớn thứ 2, là cánh tay trái của Như Lai trong giáo đoàn. Trong khi trước đó có nhiều vị đã tu chứng A-la-hán nhưng Đức Phật không tuyên bố. Đến khi tôn giả Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán, Đức Phật mới tuyên bố luôn: thứ nhất là Xá Lợi Phất, thứ hai là Mục Kiền Liên. Đây là 2 bậc đại tướng quân trong chánh pháp của Như Lai. Quý vị thấy hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên làm thấy đẹp không? Nhưng mà cái đó là không đúng. Ở trong kinh điển đó, diễn tả tôn giả Mục Kiền Liên là dáng người cao, to, vóc thước, mặt vuông, tức là mặt chữ điền, nét mặt luôn biểu lộ sự cương nghị, lạc quan, tính tình dũng cảm, lúc nào cũng vì chánh nghĩa mà can thiệp, vì bất bình mà ra tay. Quý vị nên nhớ, ở trong giáo đoàn, tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đều rất gần gũi với đại chúng, nhưng tôn giả Mục Kiền Liên nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Ngài ít khi cười, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất thì thường cười. Cho nên người ta kính tôn giả Mục Kiền Liên, nhưng người ta ít dám gần, đại chúng ít dám gần tôn giả Mục Kiền Liên vì Ngài quá nghiêm khắc. Tôn giả Xá Lợi Phất thì nhẹ nhàng, đó, ai phạm lỗi Ngài chỉ dẫn rất là nhẹ nhàng đi vòng vòng. Nhưng mà tôn giả Mục Kiền Liên là góp ý thẳng: này huynh, tôi thấy huynh làm như thế là không được. Và người mà làm cho tôn giả Mục Kiền Liên mà bị tôn giả Mục Kiền Liên chỉnh nhiều nhất, đó là những vị trong hoàng tộc xuất gia, ỷ thế cậy quyền, vương tử mà con vua cháu chúa đi tu, cho nên gắn thêm cái mác là con vua cháu chúa. Tôn giả Mục Kiền Liên rất cương nghị, rất là quả cảm, gặp chuyện bất bình là ra tay. Đây là một cái điều mà ở trong đại chúng người ta rất là kính ngưỡng Ngài. Ngài luôn chở che bảo vệ cho những thầy tỳ kheo mà thân yếu thế cô, vì mặc cảm bởi dòng tộc, tức là xuất thân từ cái dòng họ bần hàn, vẫn còn có những sự ganh tị, phân biệt đối với những người tu chưa chứng quả. Ngay thời Đức Phật cũng có những vị tu chưa có tới đó, rồi rất là phân biệt. Tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật thời đó đều chứng lục thông, tức là vị nào cũng là thần thông đệ nhất hết. Xin lỗi, cũng là có thần thông quảng đại hết. Nhưng duy chỉ có mỗi một mình tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật ban cho mỹ hiệu là thần thông đệ nhất, và mọi người cũng suy tôn điều này. Cho nên để muốn biết chứng thần thông đệ nhất bắt nguồn từ đâu,
nguyên nhân nào, duyên khởi nào, quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo trình bày tiếp về nguyện chứng thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên. Vâng, A Di Đà Phật, thưa quý vị, kính bạch thầy, thì hồi nãy đã quý vị cũng đã nghe sơ khởi về cái trong những cái đệ tử lớn của Đức Phật mà bình thường được chiết, được gọi là được tổng hợp ra được 10 vị và nó thập đại đệ tử lớn. Thì như hồi nãy thầy có kể quý vị nghe đó, trong đó có liên quan tới ngài A Nan, tại vì trước khi ngài A Nan là cái người thị giả mà trong này kinh điển giáo điển là viết lại rất là nhiều, mà do trùng tụng trở lại tất cả những lời dạy bảo của Đức Phật là đều do ngài A Nan trùng tuyên hết. Thành ra cái ngài Mục Kiền Liên chúng ta không có nghe nó nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai, nó một yếu tố mà khi mà chúng tôi học và chúng tôi có một cái cảm nhận cũng rất là xúc cảm nhiều lắm, là tại vì ngài Mục Kiền Liên là cái người mà tịch trước Đức Phật, mất trước Đức Phật. Đức Phật còn tại thế nhưng mà ngài Mục Kiền Liên thì vì một cái nhân duyên chúng ta sẽ nghe phía sau này, ngài bị một cái nhân quả mà đến nỗi phải mất trước Đức Phật như vậy. Thành ra trong cái khi mà sau khi mà có ngài A Nan vào tu tập mà để mà chuyển trao cái mà làm thị giả cho Đức Phật, quý vị biết nó không phải dễ. Tôi nghĩ sau này tới cái khi ngài A Nan thì thầy sẽ nói rõ hơn cho quý vị, tại vì ngài A Nan rất là đặc biệt, có nhiều điểm mà rất là đáng nhớ. Tại vì khi muốn làm thị giả của Đức Phật đó, ngài A Nan phải có điều kiện. Mấy điều kiện này? Ít nhất là 3 điều kiện. Là không có ăn đồ thừa của Đức Phật, rồi là không có là nhận những cái phẩm vật người khác cúng dường cho Đức Phật mà ngài nhận, thọ nhận lại. Và cái nữa là ngài phải được phép nghe tất cả những cái lời giảng pháp của Đức Phật thì mới chịu nhận làm thị giả. Còn ở đây thầy Thiện Thuận có thị giả nhưng mà nghe nó xây tua, phải không? Đông đệ tử quá, thành ra giáo dạy đệ tử, thành ra bằng cái phương pháp là thị giả cho thầy, cứ một thầy vài tháng để nó chia các chú các thầy để luân phiên, có gần gũi. Nhưng mà đặc biệt ngài A Nan là suốt cả một cái cuộc đời của ngài đó, từ khi mà ngài vào tới tăng đoàn cho đến khi Đức Thế Tôn mà nhập diệt là ngài A Nan làm thị giả hết. Bởi vì sau này kiếm người khác không ra, với những cái điều kiện như vậy, đó những cái mà yêu cầu như vậy. Và điều đặc biệt quan trọng đó là sử liệu ghi á, giáo sử ghi đó là Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ngài A Nan là hết 30 tướng tốt rồi. Như thầy kể là quý vị biết là tất cả các đệ tử của Đức Phật đều chứng lục thông hết, người nào cũng có thần thông, nhưng đặc biệt ngài Mục Kiền Liên là được Đức Phật công nhận là một cái vị đệ tử có thần thông bậc nhất. Và cái thần thông này thì cái gì cũng vậy hết, nó liên quan từ cái quá khứ, từ cái tiền thân của các ngài. Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà tiền thân của ngài Mục Kiền Liên. Thì sử liệu ghi lại rằng á, ngài Mục Kiền Liên đó, những cái kiếp xa xưa trước đó, có một cái kiếp ngài là một cái người gọi là chạy lưới cá trên biển, bắt biết bao nhiêu cá, rồi là giết hại biết bao nhiêu là thủy tộc chúng sanh để mà sinh tồn sinh sống. Nhưng có một lần cái đi lưới cá, tự nhiên ngài thấy mấy con cá nó mắc vào lưới, rồi đó nó vẫy vùng, và khi nó lên bờ nó bị chết cạn. Thì tự nhiên cái ngày này ngài nảy sinh ra một cái lòng lành, cái từ bi lúc đó tự nhiên nó lại phát khởi. Thì ngài thấy cái hành vi của mình từ bao nhiêu đời kiếp xa xưa như vậy mà mình cũng chỉ có giết hại bao nhiêu cái loài này để trưởng dưỡng một cái thân mạng của mình, thì tự nhiên ngài sanh một cái tâm thiện lên. Thì khi mà cái tâm thiện đó nó sinh lên đó, thì ngài mới phát nguyện rằng ngài xin đổi cái nghề nghiệp khác, ngài sẽ không có đi làm cái nghề mà lưới bẫy mà chài bắt như vậy nữa, những cái loài chúng sanh đó nữa. Thì thay đổi cái nghề nghiệp đó, thì trong sử thì cũng không nói là ngài thay đổi cái nghề nghiệp gì, nhưng mà nói cái lòng thiện lành lên thì ngài đoạn trừ cái nghiệp hiện tại đó để ngài chuyển một cái nghiệp nó thiện hơn. Thì đó,
Thì sau đó đó thì Ngài mới lại, cái thời của Ngài đó mới có một cái vị gọi là Phật Bích Chi. Cái vị Phật cái thời đó là một cái vị Phật Bích Chi thường lui tới để mà hóa độ cái chúng sanh ở trong cái làng đó, trong cái dân đó. Mà cái Ngài này đó thì có một điều á, là Ngài không có thuyết pháp, không có pháp thoại, nhưng mà những cái tướng oai nghi, những cái tế hạnh, những cái đoan chính của Ngài đó, nó nhiếp phục được tất cả những cái hàng tín chúng. Thành ra Ngài phát tâm để cung thỉnh cái vị Phật Bích Chi đó về nhà để cúng một bữa ăn. Thì Ngài, cái Phật Bích Chi đó nhận lời và về. Cái tệ xá của Ngài Mục Kiền Liên trong cái kiếp quá khứ đó để mà thọ dụng. Thọ dụng xong thì Ngài cũng không thuyết pháp, không gì hết. Nhưng mà cái oai nghi, cái từ dung của Ngài với lại cái đức độ của Ngài, và nó có hiển thị cái thần thông, thì Ngài Mục Kiền Liên trong cái kiếp này đó thì lại rất là ái mộ cái đó. Thấy Ngài này ngồi mà tự nhiên tỏa hào quang ra, không nói gì hết mà sắc diện bắt đầu nó đem nó biến đẹp ra, nó hình thức bắt đầu nó thay đổi. Thì khi dân cúng cơm xong thì Ngài này cũng không pháp thoại, không gì hết, nhưng mà Ngài lại dùng cái thần thông đó của Ngài vân hành, tức là dùng xong, thọ thực xong thì đứng lên đi, mà đi bằng một cái cách là vân, tức là bay đó, bay qua rồi bay lên trên không rồi bay xuống. Thì những cái điều đó làm cho Ngài Mục Kiền Liên đó sanh cái tâm ngưỡng mộ. Và sanh tâm ngưỡng mộ đó rồi Ngài mới phát một cái nguyện. Phát một cái nguyện rằng á, làm sao để mà con có được cái nhân duyên, để con được tu tập, để mà con có được cái thần thông y như vậy. Với cái lòng mà thiết tha, cái ngưỡng vọng như vậy, và với mà cái bữa ăn cúng dường và cái thọ nhận như vậy của cái Ngài mà đắc quả như vậy, công đức nó lớn vô cùng. Thành ra nhờ cái công đức như vậy mà trong cái tâm nguyện đó thì Ngài lại có một cái cơ duyên để mà học đạo, để mà có được cái lục thông đó. Thì khi mà đó Ngài có được cái mục thông đó rồi đó, thì Ngài lại nguyện rằng một cái đời kiếp nào đó con được có thần thông và con được gần gũi với một cái bậc mà giác ngộ. Thì chính những cái nguyện cầu như vậy mà nó đưa đến cái nhân duyên sau này, khi mà Ngài á tìm gặp được, Ngài với Ngài Xá Lợi Phất tìm gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà quy y xuất gia, để mà làm đệ tử của Ngài. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn ở trong tất cả những cái mẫu chuyện về cái tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên như vậy. Nhưng mà ở đây thì khi đọc như vậy thì quý vị nghe để biết, để thấy một cái điều, thực sự chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có cái tâm phát nguyện. Mà nó phát nguyện nó phải trúng trong cái khế cơ, và nó cũng phải đúng với cái khế lý, nó phải phù hợp với nhân duyên. Khi cái vật cúng dường đó, tôi nghĩ rằng cái bữa ăn đó mà Ngài được thỉnh Bích, cái Ngài Bích Chi Phật đó về để cúng dường đó, nó đã đầy đủ cái công đức rồi. Tại quý vị biết một cái vật cúng dường đó mà muốn nó hoàn thiện công đức, nó phải có đủ ba yếu tố. Một á, là người cúng dường thanh tịnh. Hai là vật cúng dường phải thanh tịnh. Ba là người thọ nhận phải thanh tịnh. Tam đẳng luân thanh tịnh, thưa thầy. Thành ra nó mới có công đức, chứ không phải là mình cứ nghĩ nó đơn giản. Nhiều người nói thưa thầy, con đi chùa nhiều, con thấy má con làm phước nhiều lắm, chùa kêu gọi cái gì má con cũng đóng góp, cũng ủng hộ hết, nhưng mà sao con thấy không có được một cái phước báu, một cái công đức. Lý do là mình quên, nó không có hội đủ những cái yếu tố đó. Ngay cả trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương mà Đức Phật nói, quý vị nấu cho 1.000 người ăn không bằng quý vị nấu cho 1 người thọ ngũ giới ăn, mà nấu cho 10.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng nấu cho 1 người thọ thập thiện ăn, phải không? Thành ra bây giờ quý vị nấu cho 1.000 người ăn, nó ăn rồi nấu cho nó ngon, nó ăn vô rồi nó cãi lộn, nó quýnh lộn, nó gây gỗ, nó thù hằn, không bằng quý vị nấu cho 1 người thọ ngũ giới, chuyên trì ngũ giới, thọ tam quy ngũ giới thanh tịnh, nấu một bữa ăn chay nó thanh đạm, nhưng mà người ta ăn xong cái tâm niệm người ta tu tập, công đức quý vị lớn hơn quý vị nấu cho 1.000 người ăn
cao lương mỹ vị, nhưng mà nó ăn vô nó không có biết tu, nó còn gây gỗ, nó còn hận thù, nó còn thêm tăng trưởng những cái ham muốn ái dục trong tâm niệm nó rất là dở. Thành ra đó là mình phải có một, từ một cái câu chuyện nó nhỏ nhưng mà mình phải liên tưởng tới cái đời sống của mình. Lý do tại sao đi chùa nghe pháp ngồi nó không có thanh tịnh, ngồi mà đầu óc nghĩ vẩn vơ, còn nghĩ chuyện nhà, còn nghĩ chuyện hơn thua, còn nghĩ chuyện này khác, ngồi đây mà cái tâm nó ở chỗ khác, rồi làm sao nó đạt được cái gì, rồi làm sao mình có phát nguyện, không nghe được. Mà ở đây đó các thầy còn nói ra rã đó, còn nói công đức, còn nói phước báo đủ thứ cho quý vị nghe, còn cái ngài này không nói gì hết. Nhưng mà ngài bay được, thầy thường thường thầy nói quá trời nói mà đâu bay được. Bay được không thầy? Sắp sửa bay. Tôi nghĩ thầy cũng sắp sửa bay xuống Long Thành phải không? Đúng. Không, trước mắt là sắp sửa bị thầy đẩy bay rớt xuống pháp tòa. Thành đó thưa quý vị, một chút như vậy để cho quý vị thấy. Nhưng mà nhân đó có một cái phát nguyện, tôi kể quý vị nghe thêm để quý vị thấy. Khi mà hồi mới vào chùa chúng tôi học giáo lý đó, thì học tới cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, khi mà còn làm Thái tử Tất Đạt Đa đó, và cái nhân duyên mà ngài kết duyên với là cái cô công chúa, công chúa tên gì hả? Yayudhala. Đó, công chúa Yayudhala. Thì ở trong giáo sử lại ghi lại cái tiền căn á, là của Yayudhala với Thái tử Tất Đạt Đa này á, là bao nhiêu kiếp cũng đều là vợ chồng. Mà có một điều á, là công chúa Yayudhala đó, là kiếp nào đó bà cũng phát nguyện rằng á, là hễ mà tái sanh trùng phùng là luôn luôn là xin làm vợ của Đức Phật. Hồi đó tụi tôi học giáo lý đó, có mấy đứa Phật tử nữ nó nói cái bà này sao mà khôn quá vậy. Kiếp nào cũng phát nguyện làm vợ của Đức Phật. Thực ra nó có chứ không phải có. Quý vị cũng phát nguyện đó, quý vị cũng phát nguyện làm sao đó không biết, thành ra mới bị ổng đem bông tới rồi quý vị mới chịu lên xe qua, phải không? Chứ người khác đưa bông quý vị đâu có chịu cầm. Chính cái ông đó đó, ổng đưa bông á, rồi chính cái người đó đưa trầu câu quý vị mới chịu mà. Thành ra nó có nhân duyên. Biết đâu ổng tu thì ổng cũng thành Phật, nhưng mà tại vì quý vị không có chịu phát nguyện. Thưa thầy, xin lỗi, cái đó gọi là đặt hàng. Thì bây giờ đó, quý vị muốn có hàng hóa tốt đó, để mà xài bền đời đời kiếp kiếp, thì chúng ta phải phát nguyện đầu tư cho cái hàng đó, nó phải thánh thiện, nó phải chân chánh, đó, gọi là xí chỗ. Đó. Thành ra khi quý vị biết đó, ở đây đó, mình học những cái hành trạng của các ngài, nhưng mà mình thấy suy nghĩ, suy diễn tới cái đời sống của mình ứng dụng gì vô với cái chuyện đó. Còn không đó, nếu mà mình học xong rồi, mình hiểu xong rồi, mình thấy các ngài cũng ở một chỗ, mình ở một chỗ, hai cái nó không có tương, nó không có một cái điểm gặp. Thành như vậy nó rất là uổng. Khi mình học giáo lý, học kinh điển, luôn luôn mình phải coi lại cái đời sống như vậy. Cái mà cúng dường cho nó đạt được cái hiệu quả thanh tịnh, thì tôi nghĩ có một cái buổi khác về cái công đức cúng dường sẽ nói chi tiết cho quý vị biết. Chứ không phải nó dễ. Tại vì mình cúng thanh tịnh, nhưng mà cái vật cúng đó nó không thanh tịnh. Mình đem cái tịnh tài đó mình đi cúng, nhưng mà tịnh tài đó là do từ ăn cướp, do từ giết người, do từ làm những cái chuyện phi pháp, thì cái đó nó bất tịnh rồi, nó sẽ công đức nó sẽ ít. Rồi cái người nhận, cái người thọ nhận, người ta không có được thanh tịnh, vui buồn hoặc là lo lắng cái gì đó, thành ra luôn luôn là nó sẽ bị thiếu cái công đức. Thành ra cái trong tất cả những cái mà đặc biệt của ngài Mục Kiền Liên về cái hiển thị thần thông nó rất là nhiều. Chúng tôi chỉ lược sơ cho quý vị một trong những cái mà tiền kiếp của ngài về một cái nhân duyên, là một cái người mà đã từng có những cái hành nghề đó, nó không phải là cái chánh nghiệp, giết hại những cái loài thủy tộc, chài lưới bắt cá buôn bán như vậy, thì bà tỏ ngộ và có những cái phát nguyện tu tập để bây giờ nó mới đạt quả như vậy. Và những hiển thị cái thần thông đó nó còn tiếp diễn như thế nào, và cái hành trạng nó như làm ra làm sao nữa, thì xin mời quý vị nghe tiếp thầy Thiện Thuận sẽ nói thêm cho quý vị nghe. A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa cùng đại chúng, thực ra chúng ta có phát nguyện thì nhờ cái động lực đó chúng ta mới mau đi đến đích.
Còn nếu mà chúng ta làm mà không phát nguyện đó, chúng ta sẽ tới một cách nó chậm chạp, và có khi chúng ta sẽ bỏ dở giữa chừng khi gặp một sự trở ngại nào đó. Cho nên phát nguyện rất là quan trọng đối với đời sống tu tập. Mà Tôn giả Mục Kiền Liên là người từng phát nguyện trong quá khứ, phát nguyện được thần thông để cùng giúp mọi người thực tập theo danh chánh pháp rồi thành tựu được chánh pháp. Nhưng mà đa phần thì thời đó người ta rất là thích hiển lộ thần thông chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là lợi dưỡng. Ngay cả ngoại đạo thời Đức Phật cũng có thần thông, họ có thể chứng được ngũ thông, nhưng mà không nhằm mục đích để giải thoát, mà chỉ để cầu lợi dưỡng, để hiển thị thần thông. Mà trong kinh Đức Phật tuyệt đối ngăn cấm các đệ tử của mình không được hiển lộ thần thông dù bất kỳ lý do nào, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt là để giáo hóa cho những chúng sanh can cường mà thích thọ dụng thần thông, thích nương vào thần thông và bành trướng cái vấn đề thần thông để lấy đó làm cứu cánh. Chỉ riêng Tôn giả Mục Kiền Liên được sử dụng thần thông vì Ngài luôn hỗ trợ Đức Phật để giáo hóa. Có một lần vào cái năm đó mùa mưa, quý vị biết nước dâng cao, nhưng mà khổ nổi là dân chúng thành Xá Vệ hợp với nhau là tổ chức một buổi đại hội để cúng dường tất cả những vị giáo sĩ lúc bấy giờ. Và lúc đó có 96 đạo giáo được mời tới. Lễ hội được tổ chức bên bờ sông A Kỳ, nhưng mà bờ sông A Kỳ tức là một cái nhánh sông của sông Hằng, nhưng mà nước nó dâng cao quá. Thì lúc bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên là người đến đầu tiên nhất. Ngài tới rồi thì ở bên kia các đạo sĩ của các tôn giáo khác đi tới thì không qua được, để bàn với nhau để tìm cách để đi qua sông và chờ cho nước nó rút xuống, hoặc giả là nước nó thay cái dòng chảy rồi mới đi. Thì lúc bấy giờ Tôn giả Mục Kiền Liên chợt nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng với lại tăng đoàn đến. Quý vị biết lễ hội này lớn tới mức mời được vua Ba Tư Nặc với lại thái tử và các vị đại thần ở trong triều đình đi tới tham dự, cho nên rất là trang trọng. Và các ngoại đạo đó, các đạo sĩ đó tới với một mục đích là để cạnh tranh thôi. Cạnh tranh có ai giỏi hơn ai, ai tốt hơn ai, ai tu xịn hơn ai, để cho vua Ba Tư Nặc biết mà chọn lựa. Các giáo sĩ ngoại đạo biểu thị cái sự cạnh tranh cả nanh ra, vì nói vua Ba Tư Nặc không nghe, cho nên là đây là một cái cơ hội để họ biểu thị được họ mới là những đạo sĩ đáng được tôn kính, đáng được hưởng sự cúng dường. Thì khi nhận thấy Đức Thế Tôn cùng với lại các vị thánh chúng đi tới, Tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng thần thông của mình bắt một chiếc cầu ngang sông. Thì ngoại đạo thấy vậy mừng quá, đi lên liền. Cho nên ông Phật cũng đi sau mình, đi trước, kéo nhau thầy trò đi. Đi ra tới hơn giữa sông, tự nhiên chiếc cầu gãy, tất cả đều rớt xuống nước. Tất cả đều rớt xuống nước hết, nước cuốn trôi đi. Đức Thế Tôn thấy như vậy mới tội nghiệp, dùng thần lực của mình giúp cho những người đó được lên cầu. Và họ lên cầu, họ đi qua được bờ sông A Kỳ. Thì không hiểu tại sao họ qua, thì họ đã thấy Đức Thế Tôn cùng với là tăng chúng đã ngồi yên vị hết, còn họ phải đem y phục đi phơi, ướt nhẹp rồi chứ đâu có đồ thay. Thì dự tiệc mà đâu có đem áo quần theo đâu mà thay. Mà đạo sĩ hồi thời đó là một người là có một bộ đồ thôi, nhất y nhất quẩn, tức là họ nghiêm khắc như vậy. Thực ra đó, mình gọi là ngoại đạo là vì họ không có tu chánh đạo, họ không hướng tới mục đích giải thoát, diệt trừ phiền não, cho nên gọi là ngoại đạo. Nhưng đối với nguyên tắc tu tập họ vẫn tinh tấn, họ vẫn nghiêm túc, họ nghiêm túc lắm. Đến bây giờ những giáo sĩ này nè vẫn còn tồn tại. Thầy tới Ấn Độ thầy thấy, thầy nhớ không, thầy xuống sông Hằng đó, buổi sáng họ vẫn tinh tấn, trời lạnh như vậy họ vẫn xuống sông. Họ cúng nước, họ cúng hoa, họ cúng đèn, và họ tha thiết lắm. Xác chết trôi kế bên đó họ
vô càng. Tại thấy đúng là cái bản ngã của họ đó, mình nhìn thấy dường như là họ không dơ, không sợ, họ không ghê, nhưng mà thực chất ở bên trong họ vẫn cầu được sanh lên cõi trời phàm. Dù là tu không chánh pháp, không hướng đến con đường giải thoát tuyệt đối, nhưng nguyên tắc họ vẫn giữ, không hề thay đổi. Trong khi đó, các giáo sĩ, xin lỗi, các tu sĩ có khi là chểnh mảng, có Đức Thế Tôn thì tu khác, không có Đức Thế Tôn thì tu khác, có các vị thánh đệ tử lớn nhắc nhở thì tu khác, còn không có thì tu khác. Cho nên thỉnh thoảng ta thấy quý Phật tử mà thiếu tinh tấn cũng có buồn, buồn một chút. Nhưng mà thầy nghĩ thời Đức Phật cũng có rồi, cho nên bây giờ có cũng là chuyện bình thường. Nhưng không phải vì lẽ đó mà chúng ta lại quên đi con đường của mình đang bắt đầu đi. Mình đang tập đi mà, đang chập chững mà chúng ta không cố gắng thì coi chừng mai này chúng ta sẽ không có cơ hội để đi trên cái con đường tu tập. Tại vì sao? Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có một ông thầy ở kế bên, không phải bao giờ cũng có Đức Phật ở bên cạnh để dìu dắt mình, để chỉ dạy mình, không có đâu. Khó lắm. Nếu như mình thực sự mà có tu tập liên tục với lại tinh tấn thì không có chuyện gì mà nó xảy ra hết, phải không? Có thầy hay không có thầy cũng như vậy. Cho nên ở trong giáo đoàn thời Đức Phật có tôn giả Mục Kiền Liên là một đại dũng tướng để mà nhắc nhở các thầy tỳ kheo luôn phải tinh tấn, vì một ngày không xa chúng ta sẽ không còn thầy ở bên cạnh và không còn Đức Thế Tôn là cái bậc dẫn đường. Thưa cùng đại chúng, thường xuyên tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên phải đi xa Đức Thế Tôn để đi giáo hóa đối với những cái vùng mà dân chúng ở đó tánh tình ngang ngược, can cường. Và có những lúc như thế, hai vị tôn giả này vẫn luôn ở bên cạnh Đức Thế Tôn, nhưng ở bên cạnh Đức Thế Tôn trong thiền định và nhận lấy sự chỉ giáo của Đức Tôn. Sự việc đó như thế nào, quý vị sẽ lắng nghe thầy Hạnh Bảo giải thích thêm về sự tương kiến của tôn giả Mục Kiền Liên cùng với Đức Phật ở trong đại định khi giáo hóa xa Đức Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thì thưa quý vị, ở trong cái tu tập á, thật sự đó, mình đọc trong cái giáo điển và mình mới thấy trong cái hàng thánh tăng đệ tử của Đức Phật coi như vậy đó, mà luôn luôn vẫn có những cái vị nó tương đồng. Chẳng hạn như hồi nãy quý vị nghe, luôn luôn hai ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất đều có một cái sự tương đồng trong tu tập, trong cái mà giải nghi, trong cái mà học đạo, trong cái học pháp với Thế Tôn. Trước khi mà trình giải cái kiến giải gì với mình á, thì hai ngài đều thảo luận với nhau trước, để trước khi mà trình ra với Đức Phật. Thành ra đó, câu dân gian mình hay thường nói đó, ăn cơm có canh, tu hành cũng phải có bạn. Mà bạn hiền nó đỡ đi, mà bạn lanh quá mình cũng mệt lắm, phải không? Phải không quý vị? Nói vậy biết rồi. Tại sao quý vị nhìn thầy nhìn để lên án đúng không? Đâu có lành lắm. Nhưng mà từ ngày bước ra giang hồ bị dùa dập quá, cho nên đây là bản năng sinh tồn thôi, mong thầy thông cảm. Cái này có thật rục rịch chứ đâu ai nói gì ai đâu. Hiền lành đâu, nói nhẹ nhàng tự động đính chính. Thì ở đây để nói cho quý vị thấy, mình đọc giáo điển mình thấy thực ra nó gần lắm. Các ngài cũng là những thánh tăng, nhưng mà cái đời sống, cái suy nghĩ của các ngài, cái gần gũi của các ngài nó cũng giống như mình. Quý vị đi học đạo, quý vị cũng có pháp lữ, mình không gọi là bạn lữ, Bồ Tát Bất Thối Vi bạn lữ đó. Đó, thành ra đó là mình là pháp lữ với nhau học đạo, thì các ngài cũng vậy. Thì trong một cái câu chuyện để kể quý vị thấy là hai ngài luôn luôn là du hành sống xa Đức Phật, không có sống gần nhiều. Khi mà được Đức Phật giao phó cho cái nhiệm vụ là tới một cái địa phương, tới một cái nơi nào đó để mà hoằng hóa, thì hai ngài
đi với nhau để mà độ chúng ở đó. Thì cái sự tu tập hành trì của các ngài, tuy rằng không có Đức Thế Tôn nhưng các ngài vẫn hành trì nghiêm mật bằng thiền định. Thì cái câu chuyện trong này á, mới kể lại rằng á, là trong một cái đêm thiền định đó, hai ngài tọa thiền suốt đêm cho đến sáng. Thì khi mà xả thiền xong đến sáng thì là ngài Xá Lợi Phất đó mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: "Sư huynh à, hồi đêm hình như đó đệ thấy là sư huynh có một cái gì lo âu như thế nào đó mà đường đột hỏi câu này nè, suốt đêm vừa rồi là hình như thấy sư huynh không có an trú ở trong chánh định, phải không?" Thì ngài Mục Kiền Liên hỏi: "Tại sao sư huynh hỏi như vậy?" Thì ngài Xá Lợi Phất nói: "Tại vì hồi đêm đó ngồi thiền chung ở trong cái đạo tràng đó, nhưng mà đó tôi thấy rằng cái hơi thở của sư huynh đó không có nghe thở đều, và cũng không có thấy sư huynh có cái cử động hoặc là một cái biểu hiện nào hết, tức là ngồi bất động, như bất động vậy đó. Hầu như trong phòng này đó không có sự cái hiện diện của sư huynh." Thì lúc đó đó ngài Mục Kiền Liên nghe ngài Xá Lợi Phất, quý vị thấy ngồi tọa thiền tu tập nhưng mà cái quan tâm nó vẫn có cái sự giao cảm tương đồng, thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng không nghe cái hơi thở đều như mọi lần, mà nghe như nó im lặng, nó không có, và không thấy những cái cử động y như là không có hiện diện ở đây. Thì lúc đó thì ngài Mục Kiền Liên nói: "À, thì ra đêm hôm qua tôi sực nghĩ với một cái vấn đề cần tinh tấn tu học, nên tôi tức tốc đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Suốt đêm qua tôi ở bên người để hầu chuyện." Thì ngài Xá Lợi Phất nghe vậy thì ngài mới ngạc nhiên, ngài nói: "Đêm qua sư huynh đi lên chỗ Đức Thế Tôn, mà đó là nơi mình ở đây là cái hướng phương Nam, Đức Thế Tôn hiện nay đang ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, còn chúng ta được đưa về đây là Trúc Lâm Tịnh Xá, cách xa nhau như vậy, mà đêm qua sư huynh lại nói rằng là đi lên hầu chuyện với Đức Thế Tôn, thì như vậy là nó như thế nào? Có phải là sư huynh á, là dùng thần thông để đi đến với người, và người đã dùng túc thần túc thông đến nơi đây hay không?" Thì ngài Xá Lợi Phất mới đặt câu hỏi là: "Nếu mà Đức Phật ở xa như vậy, ở Kỳ Viên, mình thì ở Trúc Lâm, cũng như ở phương Bắc và phương Nam xa như vậy, mà huynh nói rằng đêm qua đã hầu chuyện để thưa pháp với Đức Thế Tôn, vậy là đêm qua Đức Thế Tôn tới đây à?" Thì ngài Mục Kiền Liên mới trả lời là: "Không, Đức Thế Tôn và tôi đều không dùng thần túc thông để đi đâu cả." Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: "Vậy thì sư huynh hầu Đức Thế Tôn bằng cách nào?" Thì ngài Mục Kiền Liên mới trả lời như thế này: "Điều này chẳng có gì phải lạ lùng cả, Xá Lợi Phất ạ. Đức Thế Tôn có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, những thứ thần thông này sư huynh và tôi đều chứng được chút ít rồi. Bây giờ chỉ có gia công vận dụng là chúng ta có thể được hầu cùng chuyện với người bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào." Thì Xá Lợi Phất không phải không biết cái điều đó, nhưng chỉ vì tôn giả thường hay lấy cái thái độ khiêm cung để đối với tất cả mọi người mà thôi, nên khi nghe Mục Kiền Liên nói như thế thì Xá Lợi Phất hoan hỷ khen ngợi: "Sư huynh có thần thông rộng lớn, công đức cao dày, tôi được cùng sư huynh tu tập, cùng thờ một thầy, thật là một vinh hạnh vô cùng. Sư huynh sánh như ngọn núi cao, nguy nga đồ sộ, còn tôi như hòn đá nhỏ được đặt bên cạnh hư không, thật là một cái nhân duyên khó gặp trên thế gian này. Nếu có người nào được quen biết tới lui gần gũi, được cung kính cúng dường sư huynh, thì người ấy nhất định sẽ được có phước lành lớn." Thì nghe Xá Lợi Phất nói như vậy thì Mục Kiền Liên cũng khiêm cung nói lại: "Tôi cũng vậy,
Ngày nay tôi được cùng ngồi một chỗ với vị trưởng lão phước trí vẹn toàn Xá Lợi Phất. Ví như hòn đá nhỏ mà được đặt bên cạnh ngọn núi cao, tôi cảm thấy được yên ổn, phấn khởi và vinh hạnh vô cùng. Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người bạn học, vừa là bạn đạo đã lâu năm. Họ tôn kính nhau, khen ngợi nhau từ đầu đến cuối. Tình bạn và tình đạo khăng khít trên đời hiếm có. Thì quý vị thấy các ngài đều có một cái đức khiêm cung để mà nhìn nhận cái sự tu tập của mình. Ở bên ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất thấy mình như một cái hòn núi, một hòn đá mà đứng cạnh một cái thái sơn. Cũng vậy, bây giờ mình ở gần bóng mây, mình mới thấy mình nó là bóng mờ. Phải không? À, nó mờ quá đi rồi. Mình phải xin bóng đèn tới. Thành ra đó, thưa quý vị, ở đây nói trong á, dừng lại ở đây để thấy rằng trong cái sự tu tập của hai ngài đều có một cái sự tương kính. Và cái quan trọng ở đây đó, cái bài cái đoạn này, cái bài pháp này nói lên một cái điều. Như hồi nãy thầy Thuận đây có nói cho quý vị thấy đó, là không phải lúc nào cũng có một cái vị thầy kế bên mình để mà nhắc nhở, để mà chằn, hoặc là phải vô nhà bếp phải thấy ghê, phải làm, phải đi chà nồi đó để kể đủ chuyện khổ làm chi, phải không? Kiếm ông thầy này khó lắm, phải tới viện chuyên tu, chừng nào làm dơ mới thấy xuất hiện cái đó. Nó không phải. Thực ra đó, trong mình tu tập nó đều có một vị thầy lúc nào cũng bên mình hết, mà mình không thấy, nhưng mà luôn luôn có. Mà mình phải tìm cho ra vị đó. Mình gọi là cái gì? Vô sư trí. Cái đó đó, thực sự đó, mình nói như vậy nó có hai cái nghĩa. Một là cái vị thầy đó luôn luôn ở trong mình, là cũng chính mình. Cái sự dẫn dắt, dạy bảo đều luôn luôn sát cánh với mình, theo dõi từng bước đi, từng hành động. Thành ra khi mà quý vị ngồi tọa thiền, quý vị mới thấy được ban ngày quý vị đã động rất là nhiều, lo toan, buồn rầu, phiền não nó dâng đầy hết. Quý vị không thấy được cái chân tâm nó ở đâu. Lắng lại, ngồi tĩnh tâm, hít thật sâu, thở thật dài, quán chiếu bằng cái hơi thở. Thành ra quý vị sẽ cảm nhận được rằng trong mình nó có một cái gì đó mà mình phát hiện ra cái sự tu tập, cái điều đúng, cái điều phải. Từ từ, đó là một cái hình ảnh, một cái vị thầy nó ẩn trong tâm mình. À, chứ đừng có nghĩ là đi tới những cái lời lẽ, quý vị thấy dạy bảo nó đều có ba điều. Một là thân giáo, hai là khẩu giáo, ba là ý giáo. Cái hành động mà thầy trụ trì phải đi làm tất cả công việc, cái đó không phải là nói nhiều, nhưng mà cái đó là cái thân giáo, chỉ dạy cho chúng lý thấy là phải như vậy, phải biết vệ sinh, phải biết ngăn nắp, phải biết sạch sẽ. Chứ không cần phải nói, nhiều khi nói thì người ta làm, nhưng mà mình làm á, nó nhiều bằng nhiều lần nói, phải không? Chứ năng thuyết bất năng hành không có được. Mình hay nói nhiều nhưng mình làm ít, thì bây giờ mình phải ứng dụng một lần ba cái: cả nói, cả làm, và cả làm, cả nói, và cả dùng cái ý để mà hướng dẫn. Thì cái đó là một cái tu tập. Thì ở đây giữa hai ngài đều có tương kính và đều có tương đồng ở cái sự tu tập. Đó là một trong những cái mà yếu tố mà phải nó cần phải có ở trong cái đời sống tu tập. Nếu mình tu tập mình không có pháp lữ, mình không có bạn lữ, không có gần thầy thì mình phải có bạn. Học thầy cũng còn không thầy học bạn. Nó cũng gần gũi, giáo dạy nó dễ dàng ghi nhận hơn. Thành ra cái điều đó trong cái tu tập luôn luôn mình phải kiếm cho mình một cái người pháp lữ, nó dẫn dắt mình trên cái con đường tu tập, nó lợi ích rất là nhiều cho cái hành trình mà mình muốn tìm đến cái sự an lành, cái sự giải thoát trong tâm niệm của mình. Và tiếp theo thì quý vị sẽ nghe thầy nói những cái hành trạng tiếp của ngài Mục Kiền Liên ở trong cái đời sống tu tập khi mà còn Đức Thế Tôn. Vâng, A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử. Quý vị thấy tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất không phải là đôi bạn tri âm tri kỷ ở cái chỗ tình thâm, nhưng mà nó còn thể hiện một cái điều siêu xuất mà ngàn đời nhắc tới
tên hai vị này đều phải ngưỡng mộ, đó là sự khiêm cung. Thấy tôn giả Mục Kiền Liên thần thông quảng đại như thế, tôn giả Mục Kiền Xá Lợi Phất cảm nhận mình rất hãnh diện được có một người bạn như thế. Cho nên quý vị biết á, tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất là đôi bạn thâm giao, hiểu nhau, thương nhau, quý kính nhau và luôn tôn trọng nhau. Nhưng thời Đức Phật xảy ra một sự kiện xé một chút đôi bạn này hiểu lầm với nhau, đó là ở trong chúng đó hiềm khích với nhau, kháo với nhau ai là người thần thông số một. Họ muốn đả phá tôn giả Mục Kiền Liên vì tôn giả Mục Kiền Liên quá nghiêm nghị. Tôn giả Xá Lợi Phất thì gần gũi hơn, cũng giống như thầy Hạnh Bảo vậy đó, dễ thương, gần gũi, bóng mờ vậy chứ dễ tiếp xúc. Chứ còn gặp bóng ma thì chết. Quý vị biết đây là một cái sự việc hết sức là tế nhị xảy ra thời Đức Phật. Bắt đầu từ câu chuyện như thế này. Tức là một bữa nọ, Đức Phật đang giáo giới ở tại hồ A Nậu Đạt. Tức là vào ngày rằm Đức Phật thuyết giới. Cứ mỗi nửa tháng vào ngày rằm và ngày 30 thì Đức Phật thuyết giới cho chúng tăng nghe một lần nhắc lại. Thì bữa nọ đó Đức Phật thuyết giới ở tại hồ A Nậu Đạt, nhưng mà vắng tôn giả Xá Lợi Phất, Đức Phật mới dạy là Mục Kiền Liên, con hãy đến thành Xá Vệ mời ngay Xá Lợi Phất về đây, Như Lai có việc cần dạy. Lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất đó đang làm công trình sư cho công trình kiến trúc Kỳ Hoàng Tịnh Xá ở xa, thì tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng thần túc thông đến ngay nơi đó để mời Xá Lợi Phất, mới nói là thưa sư huynh, Đức Thế Tôn đã dạy tôi đến đây để mời sư huynh trở về hồ A Nậu Đạt vì Đức Thế Tôn sắp thuyết giới. Tôn giả Xá Lợi Phất mới đáp, cảm ơn sư huynh đã đem cái lời đó đến cho tôi, nhưng mà một chút nữa hãy đi, sư huynh ngồi đây chơi một tí. Thì lúc bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi chơi cái trò gì. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói, này sư huynh, sư huynh là một vị huynh trưởng, là một vị đại trưởng lão được Đức Phật khen là thần thông đệ nhất, vậy đây là cái giải áo của tôi, sư huynh có thể làm cách nào biến cái dải áo này thành cây diêm phù đề. Quý vị biết cây diêm phù đề là một cái loại cây rất là đặc biệt ở xứ Ấn Độ, cao to tán rộng, có thể chịu được tất cả các mùa mưa nắng. Vì ở cái xứ này có nhiều cây diêm phù đề cho nên được gọi xứ đó là xứ diêm phù đề. Điều này đã được Đức Phật nói ở trong bộ Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, nằm trong bộ Đại Chánh Tân Tu, số kinh là 1644. Quyển kinh này thứ 32 thuộc Luận Tập Độ Toàn, xin lỗi, tức là nó nằm ở trang 173 cho đến trang 226, được ngài Tam Tạng Chân Đế dịch ở Trung Quốc vào đời nhà Tần. Và bộ này được Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, bổn sư của thầy Hạnh Bảo, dịch ra tiếng Việt. Bộ này gọi là Phật Thuyết A Tỳ Đàm. Bộ sách này rất là hay. Thì trong đó ở quyển thứ 32 về thành lập thế giới đó, có một đoạn như thế này: Nam Diêm Phù Đề, phẩm thứ 2, Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, có một loại cây tên là cây diêm phù, tán to rộng lớn, chịu đủ mọi thời tiết, không hề bị thiêu rụi và bị chết. Vùng đất đó có nhiều loại cây diêm phù cho nên được gọi là cây diêm phù đề. Đây là một cái đoạn ở trong kinh văn rất là rõ, được Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, bổn sư của thầy Hạnh Bảo, dịch ra tiếng Việt. Thì nhân đây mới giải thích thêm về cái cây diêm phù đề cho quý vị biết.
là tôn giả Sa Lợi Phất lấy cái dải áo của mình đưa cho tôn giả Mục Kiền Liên, nói là sư huynh làm thế nào để biến cái dải áo này thành một cây diêm phù đề. Nói xong, tôn giả Sa Lợi Phất ném cái dải áo ra đó. Tôn giả Mục Kiền Liên mới cầm cái dải áo này lên, nhưng mà không thể nào lay động được cái dải áo. Không hiểu sao cái dải áo của tôn giả Sa Lợi Phất dụng xuống đất mà nó nặng như thế. Lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng thần túc thông của mình thì kéo cái dải áo. Thì lúc bấy giờ kéo dải áo lên thì làm cho mặt đất rung động, vì cái dải áo nó đã cắm sâu xuống đất. Nhưng mà dùng thần thông cho nên kéo được cái dải áo, thế là đất trời nó rung động hết. Thì lúc bấy giờ khi tôn giả Mục Kiền Liên vừa nhấc được cái dải áo lên, lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới thò tay ra lấy cái dải áo đó. Quý vị biết, tôn giả Xá Lợi Phất giật cái dải áo từ trên tay tôn giả Mục Kiền Liên và quăng đi, cột vào núi Tu Di. Tôn giả Mục Kiền Liên không nắm được cái dải áo thì làm sao biến được thành cây diêm phù đề. Thì lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng thần thông nhấc hỏng cái núi Tu Di lên, cho nên tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất không thể nào buộc cái dải áo vào núi Tu Di được. Tức là thần thông của ngài Mục Kiền Liên cao hơn, tức là làm cho cái núi bay lên, hỏng lên, không có chỗ để cho cái dải áo bám vào, giống như phim kiếm hiệp. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới giật cái dải áo lại. Quý vị biết đó, lúc bấy giờ đó cả đất trời rung động, suốt cả mấy tầng trời xuống tới địa ngục đều chấn động, vì tôn giả Mục Kiền Liên đã nhấc cái núi Tu Di lên. Lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới rút cái dải áo lại và quăng cái dải áo đó cột vào ngay cái pháp tòa của Đức Thế Tôn đang ngồi ở bên cạnh hồ A Nậu Đạt. Đố tôn giả Mục Kiền Liên dám đụng tới pháp tòa của Đức Phật, phải không? Thưa quý vị, tôn giả Mục Kiền Liên dám đụng không? Tôn giả Mục Kiền Liên mới dẫn hết sức thần thông nâng pháp tòa của Đức Phật lên, nâng lên để cho tôn giả Xá Lợi Phất không thể cột cái dải áo vào ở trong đó được. Quý vị biết á, tôn giả Mục Kiền Liên dùng hết thần thông của mình nhưng mà không thể nào làm nhúc nhích được pháp tòa của Đức Thế Tôn. Không nhúc nhích được mà đất trời nó rung động, cả đất trời rung động hết, chấn động hết. Lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới cười: thưa sư huynh, những điều mà chúng ta đã học và chúng ta đã chứng được lục thông, nếu đem so sánh với Đức Thế Tôn thì vạn lần bất cập, như trời với vực xa cách nhau muôn trùng. Thần lực của sư huynh và của tôi cũng như các vị thánh đệ tử khác có thể làm lai chuyển được núi Tu Di, rung động cả đất trời, nhưng đối với pháp tòa của Như Lai thì không thể nào nhúc nhích dù chỉ là một mảy may. Xin lỗi sư huynh, thật sự tôi nghi ngờ, vì chính thần lực của tôi đã chứng, cho nên hôm nay tôi mạo muội đã xúc phạm tới sư huynh và nương nhờ vào quái lực của sư huynh. Thần lực đệ nhất của sư huynh đã được Đức Phật thọ ký để mà thử nghiệm xem có đúng không. Nhưng thật sự mối nghi của chúng ta vẫn còn nguyên đó, xin sư huynh lượng thứ. Thôi bây giờ chúng ta hãy mau đi bái kiến Đức Thế Tôn. Sư huynh đi trước, tôi sẽ theo sau. Quý vị biết, nghe mấy lời của tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên quỳ xuống vui mừng, vì từ bấy lâu nay tôn giả Mục Kiền Liên cũng nghi ngờ vào cái thần thông của mình có phải là số một không, thần thông có phải là cứu cánh không, thần thông có phải là sự quyết định cuối cùng cho đời tu tập tăng lữ của mình hay không, mà Đức Phật đã cho rằng đây là đệ nhất. Nhưng nay được sư huynh Xá Lợi Phất bài được mối nghi này ra, hiểu được nỗi lòng của Xá Lợi Phất, cho nên ngài Mục Kiền Liên rất đồng cảm, gật đầu với tôn giả Xá Lợi Phất và dùng thần túc thông đi về lại hồ A Nậu. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến của tôn giả Mục Kiền Liên là khi ngài dùng thần thông trở về hồ A Nậu, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn trình bày rằng
đã mời được tôn giả Xá Lợi Phất thì đã gặp tôn giả Xá Lợi Phất đứng ở bên cạnh Đức Thế Tôn. Không biết tôn giả Xá Lợi Phất đi từ bao giờ, cho nên mối nghi đó nó tăng thêm ở trong lòng của tôn giả Xá Lợi Phất, tăng lên để mà nghĩ về quá trình tu tập của mình và nghiệp chướng của mình, chứ không phải tăng lên vì sự hiềm khích và tranh giành ngôi vị. Tôn giả mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: có lẽ con đã mất thần thông rồi phải chăng? Từ tu viện Kỳ Hoàng về đây, rõ ràng là con đi trước sư huynh Xá Lợi Phất, sao bây giờ sư huynh con lại đứng ở đây từ bao giờ? Đức Thế Tôn thường dạy con và tuyên cáo trước đại chúng rằng một Kiền Liên là người có thần thông đệ nhất, nhưng tôn hiệu đó bây giờ có lẽ để tôn xưng sư huynh Xá Lợi Phất thì đúng hơn. Quý vị thấy một lời bộc bạch hết sức nhẹ nhàng, rất là dễ thương, phải không? Còn mình là dằn mâm sáng chén, tôi già rồi, ai trẻ thì ông lo đi. Quý vị biết Đức Phật rất dễ thương, Đức Phật an ủi như thế này: này một Kiền Liên, con mới đúng là người có thần thông lớn, trừ Như Lai ra không một ai có thể so sánh được thần thông của con. Con cũng chưa hề mất đi thần túc thông của mình. Con nên biết rằng Xá Lợi Phất sư huynh của con chỉ có trí huệ đệ nhất. Sau khi thuyết giới xong, Đức Phật dẫn tăng chúng trở về thành Xá Vệ. Đại chúng ở thành Xá Vệ bắt đầu xôn xao lên cái sự kiện mà tôn giả Xá Lợi Phất thần thông hơn tôn giả một Kiền Liên. Thời Đức Phật mà tám vậy đó, mà mấy thầy không á nha, rần rần nói với nhau: tôi nói cho huynh nghe, bữa nay chính tôi chứng kiến là tôn giả Xá Lợi Phất là thần thông hơn tôn giả một Kiền Liên. Quý vị biết đó, cái lời bình phẩm đó nó lan ra bao nhiêu thì tôn giả một Kiền Liên hoan hỷ bấy nhiêu. Bởi vì mình có một sư huynh tài ba hãnh diện, mình có một người bạn tri kỷ đã được Đức Phật ấn chứng và thể hiện như thế là còn hơn cả Đức Phật ấn chứng, không phải trí tuệ mà còn cả thần thông nữa. Cho nên tôn giả một Kiền Liên cảm thấy vui vô cùng, không hề bất mãn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải đáng cúi đầu và đảnh lễ tôn giả một Kiền Liên. Không hề cảm thấy mình mất địa vị, không hề cảm thấy mình bị xúc phạm, không hề cảm thấy mình xấu hơn vì người đó đẹp hơn, phải không? Bán hàng thôi, tự nhiên cái sạp kế bên nó bán đắt, cái mình gặp nó cái mình thấy ghét, phải không? Ta bán đắt hơn mình cái ghét người ta là làm sao à? Chuyện này có không quý vị? Chắc chắn là có. Tự nhiên ta mặc bộ đồ đẹp, cái đồ điệu, lãng không? Nó bán đắt hơn cái mình ghét nó, cái nó bận đồ đẹp, cái đồ điệu à. Cái tâm ganh tị luôn tìm ẩn ở trong con người. Và quý vị phải nhớ tôn giả một Kiền Liên là người không hề có tâm ganh tị, rất là khiêm cung. Khi biết rằng tôn giả Xá Lợi Phất vượt trội hơn mình, ngài rất là mừng. Nghe đại chúng khen tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả cảm thấy vinh hạnh như là chính mình được khen vậy. Đây là cái điều mà làm cho các thầy rất là ngưỡng mộ và luôn phải học theo. Nhưng riêng tôn giả Xá Lợi Phất thì không an lòng, không an lòng chút nào. Vì tôn giả Xá Lợi Phất thấy cái việc này rất phức tạp, không hề đơn giản, vì sẽ ảnh hưởng đến sự giáo hóa của tôn giả một Kiền Liên. Tôn giả Xá Lợi Phất thật sự rai rứt, cho nên lặng lẽ đi tới với Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn minh bạch ra điều này và xác nhận lại trước tăng đoàn. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch xuống quỳ: bạch Đức Thế Tôn, sư huynh một Kiền Liên của con là người có thần lực lớn, là người có công hạnh lớn. Vừa rồi đến hồ A Nậu Đạt, sở dĩ con đi sớm hơn là vì con gấp đi cho nên con tới sớm. Còn sư huynh một Kiền Liên của con là không có vội, cho nên con đã dùng hết thần thông của con
để con đi tới vì con muốn tới gặp Đức Thế Tôn để con thưa cái công việc ở Kỳ Hoàng Tinh Xá trước khi Đức Thế Tôn thiết giới, chứ không phải là con vượt trội hơn sư huynh một kiền liên của con về thần thông. Con mong Đức Thế Tôn chứng giám cho cái việc tu hành của con và xóa đi những cái lời bình phẩm không đáng của những người thiếu tu, gây ảnh hưởng đến sự tu tập của đại chúng và công cuộc hoằng hóa của sư huynh một kiền liên. Đức Phật mỉm cười gật đầu, vì Đức Phật biết rằng hai huynh đệ Xá Lợi Phất và một kiền liên đều quý nhau, tôn trọng nhau và khiêm tốn như nhau. Cho nên hôm sau trong buổi thuyết giảng, Đức Phật mới bảo với tôn giả một kiền liên giữa đại chúng như thế này: này một kiền liên, con là người có thần thông lớn, trong đại chúng không ai có thể so sánh với con được về thần thông. Con cũng không bao giờ mất đi một chút thần thông nào. Bây giờ ở trước đại chúng, thầy, con hãy thay mặt thầy mà hãy diễn bài quay lực thần thông để cho mọi người biết được rằng thần thông không phải là cứu cánh, nhưng riêng con đã đạt tới thượng thủ của thần thông, vì Như Lai mà tu thần thông, chứng thần thông và giáo hóa cho chúng sanh. Tôn giả một kiền liên vâng lời Đức Phật, bước ra khỏi chỗ ngồi, cất mình lên hư không, chân ở bên đây thì đạp vào mặt đất, còn chân ở bên kia đạp vào cõi trời Phạm Thiên, làm cho tất cả các tầng trời, cõi nước đều chấn động 6 lần. Rồi tôn giả một kiền liên đều ngay ở trên không trung, dùng phạm âm của mình, tức là tiếng nói thanh tịnh, phát ra những bài kệ, khiến cho tất cả các vị tỳ kheo sơ cơ mới phát tâm trong pháp hội đó nghe thấy, nghe xong đều phát trí huệ, dứt hết các lậu quả, lậu hoặc và chứng được quả vị thánh. Từ đó mọi người đều cúi đầu đảnh lễ và tôn xưng ngài một kiền liên là thần thông bậc nhất. Ở đây một lần nữa chúng ta được học đức tính khiêm cung của tôn giả một kiền liên qua tình pháp lữ của hai ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên. Nhưng cuộc đời hoằng hóa của tôn giả một kiền liên, thưa quý vị, không đơn giản, vì thần thông nhiều, đi đến đâu hóa độ được nhiều, và hóa độ được nhiều cũng gây hiềm khích nhiều. Nói đơn giản tức là giành đệ tử. Thì quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo trình bày tiếp về cuộc đời hành đạo của tôn giả một kiền liên ở những chặng đường gian nan, dùng thần thông để chiết phục ngoại đạo. Vì ngoại đạo thời đó rất thích dùng thần thông, cho nên ngài thị hiện dùng thần thông để giáo hóa mọi người mà thôi. Vâng, A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, thì như quý vị thấy, trải dài trong cái hành trình tu tập, luôn luôn là một kiền liên đều được Đức Phật cho thị hiện thần thông. Ngoài trừ một kiền liên ra là Đức Phật không cho phép đệ tử của ngài, chỉ trừ những cái trường hợp mà cần phải ứng phú, đáp ứng mà cái nhu cầu để mà thị hiện. Thì trong đó có một cái câu chuyện là dời núi để hóa độ các vị phạm chí. Thì khi mà thời Đức Phật còn tại thế đó, tại Ấn Độ đó, là tu sĩ ngoài đạo nó rất là nhiều, và chứng được thần thông cũng không phải là ít. Nhưng rất tiếc là những cái người này đó, họ không có giác ngộ được cái chân lý rốt ráo, không tu các đức hạnh từ bi trí tuệ, cho nên họ không thoát được cái vòng sanh tử luân hồi và vẫn bị trầm luân ở trong cái 6 nẻo đó. Thì đối với những cái quý vị mà, những cái vị tu sĩ mà có thần thông á, thì để lấy cái, để mà dĩ huyễn trị huyễn, mà gọi là lấy độc trị độc đó, tại vì luôn luôn là muốn thị hiện cái thần thông, thành ra Đức Phật mới bảo với ngài một kiền liên là ông nên dùng thần thông để hóa độ họ đi.
Thì một hôm đó thì Đức Thế Tôn mới bảo với Ngài Mục Kiền Liên rằng: Này Mục Kiền Liên, tại cái vương quốc kia, một cái vương quốc lớn tại cái vùng biên giới, từ vua quan cho đến dân chúng đều tôn phụng các vị Phạm Chí mà không hề biết Phật Pháp. Rất nhiều các vị Phạm Chí ở đó đã chứng được thần thông, có thể dời được núi, ngăn được sông, phân thân biến hóa nhiều lắm. Thành ra thầy nên đến đó để tùy duyên, tùy tiện mà dùng oai đức thần lực để điều phục, để khiến cho họ phục Phật Pháp, bỏ con đường tà để trở về cái nẻo chánh. Đó là một cái lời dạy, cái mục đích của Đức Phật để thị hiện, để hóa độ, chứ không phải là để tranh hơn thua. Thì khi mà đó tôn giả vâng lời thì mới bay lên hư không. Đi đến nơi thì tôn giả mới thấy rất nhiều các ông Phạm Chí đang ngồi vây quanh một cái ngọn núi lớn. Thì xem tình hình có vẻ như họ đang vận dụng thần lực để di chuyển cái quả núi này. Thì đó tôn giả mới thấy như vậy, họ đang ngồi xung quanh cái núi để muốn dùng cái thần lực để mà di chuyển cái núi. Thì Ngài mới dùng thần thông trước, Ngài mới dùng cái thần lực của mình bứng cái núi lên, treo giữa hư không và làm cho nó không có di động được. Thì chúng ngoại đạo rất lấy làm kinh dị. Một vị bảo rằng: quả núi này đã nhích lên được rồi, sao ai lại làm cho nó bất động như thế này? Hay là trong chúng ta có người nào bất tịnh chăng? Thì bỗng họ nhìn lên không trung thì họ thấy có một người đứng giữa hư không ngay trên đỉnh núi. Nên họ có lời phiền trách: cự nữ, ông là ai? Tại sao là tới đây buông lung quả núi này để làm cản trở cái sự lưu thông của quốc vương, mà quốc vương sai chúng tôi dời nó đem đi chỗ khác? Đó là chúng tôi vì dân trừ đi việc bất lợi, sao ông lại đè chặt không cho nó di chuyển? Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới cười đáp: rõ ràng tôi đang đứng giữa hư không đây, sao quý vị là bảo tôi lại đè chặt cái núi này? Thì các vị Phạm Chí thấy như vậy, thấy Ngài đứng giữa hư không thôi mà cái núi thì di chuyển không được nữa, thì dùng hết cái thần lực để mà làm cho nó lay chuyển 3 lần như vậy, cái hòn núi nó vẫn y nhiên bất động. Thì trong lúc lo lắng không biết cách nào thì tôn giả Mục Kiền Liên mới nói: này xin quý vị hãy chú ý xem cái quả núi này nó mất đi nha. Khi Ngài nói như vậy xong thì Ngài dùng cái thần lực biến một cái thì cái quả núi đồ sộ đó biến đi mất, trước mặt họ chỉ còn là bình địa. Thì khi họ thấy như vậy thì lúc đó họ mới tâm gọi là kinh dị, và lúc đó cúi đầu và nói lớn với Ngài rằng: thưa Đại Đức, Đại Đức từ đâu đến? Nếu không phải là bậc có trí tuệ cao cả, đạo hạnh sâu dày thì làm sao được việc vừa rồi? Thì xin Đại Đức hãy thu nhận chúng tôi làm đồ đệ và cho chúng tôi chỉ bày cho chúng tôi cái chỗ tối tâm của mình. Thì bây giờ lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới từ trên hư không hạ xuống và nói một cách từ hòa với họ rằng: tôi đã thấu rõ tấm lòng chân thành của quý vị. Quý vị đã muốn từ bỏ chỗ tối tâm để về nơi sáng sủa, thì tôi xin giới thiệu một cái bậc tôn sư của chúng tôi, đó là Đức Phật. Ngài là vị trời trên hết tất cả các vị trời, là vị thánh trên hết tất cả các vị thánh, đầy đủ trí tuệ cao siêu, vạn đức vạn năng. Thì xin quý vị hãy cùng với chúng tôi đi đến để quy y, nhất định Ngài sẽ từ bi thâu nhận. Thì các ngài Phạm Chí này lấy làm lạ: đạo hạnh của Ngài chúng tôi thấy đã dễ sợ rồi, bây giờ lại có một cái người mà được gọi là Đức Phật còn vượt xa hơn Ngài nữa sao? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới từ tốn trả lời: Đức Phật của chúng tôi cũng như ngọn núi Tu Di, còn chúng tôi thì cũng chỉ như hạt cát, hạt cải, thì đâu thể nào so sánh được với núi Tu Di. Đức Phật chúng tôi như biển cả, còn chúng tôi như là một cái dòng sông nhỏ. Thì không thể nào mà cái dòng sông mà so sánh với một cái biển đại dương như vậy được. Nếu mà gặp được Phật xuất thế là một việc rất khó, nên quý vị quy y với người thì quý vị sẽ được hóa độ. Thì các vị Phạm Chí
Nghe như vậy, tự nhiên phát khởi cái tín tâm và cùng theo Đức Mục Kiền Liên để về mà quy y nương tựa vào với Đức Phật. Thành ra quý vị thấy ở đây đó, khi mà đọc nó có cái tiểu tiết mà để chúng ta ghi nhận. Khi một cái đạo tràng mà nhiếp tâm tu tập, nó có một cái định lực lớn lắm. Tất cả những cái sự cầu nguyện của chúng ta, quý vị về đây với một cái tâm thành tu tập và cầu nguyện, nhiếp tâm mình để hướng tới một cái việc đó nó sẽ hoàn thành. Ở đây bây giờ trăm tay ngàn tay, trăm người ngàn người đồng một lòng để mà phụng trì cái ngôi Tam Bảo nói chung, và cái nơi đạo tràng, cái viện chuyên tu mình nói riêng, đồng lòng như vậy thì cái việc nó sẽ tiến hành, nó dễ dàng, nó thuận lợi. Nhưng nếu có một trong vài người, khi mà cái vị phạm chí này nói mình đã dùng thần lực mình di chuyển nó được một chút rồi, tự nhiên sao bây giờ nó không di chuyển được? Không lẽ trong này chúng ta có những người không thanh tịnh? Mình đọc nhiều nhưng mà mình bắt được một cái câu này, mình mới thấy rõ ràng là trong chúng hội, như hồi nãy tôi nói, nếu mà quý vị trăm người ngàn người mà đồng lòng hết vào một cái công việc Phật sự, thì cái sự hoàn thành, cái sự viên mãn của nó cũng gần trong cái tầm tay, trong cái ý niệm của mình phát khởi. Nhưng mà nếu mà trong đây có những người bàn ra hoảng hốt, lo sợ, hoặc là e dè, vân vân, hoặc là nghi ngại, thì tự động nó gây một cái cản trở. Chính cái lực mà bất tịnh đó, nó làm ảnh hưởng đến những cái thanh tịnh xung quanh. Thành ra quý vị thấy rất là ghê gớm. Thành ra mình mới nói rằng là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Ngay cả mình cũng vậy, mình làm cái việc gì mà mình trụ được cái tâm của mình thì không có cái gì mà nó làm chướng ngại mình hết. Nếu mình tập trung mình lo học thì kinh điển nó sẽ vào, giáo lý nó sẽ thâm nhập. Mình tập trung mình để niệm Phật đó, thành ra đó là vô niệm thì niệm nó chánh, mà hữu niệm thì niệm nó là niệm tà. Thành ra khi mà mình chế tâm lại, mình giữ được cái thân khẩu ý mình nó thanh tịnh, thì mình điều phục được những cái mà phiền não, những cái tham sân si của mình. Còn nếu mà mình không có mà điều phục được thì cái ảnh hưởng đó nó còn lan ra tới bên ngoài. Thành ra cái tu tập của mình nó có công đức hay không, nó còn tùy thuận vô cái chúng nữa. Đức chúng như hải là ở cái chỗ đó. Chỉ một cái câu nhỏ đó để mình thấy rằng cái sự tu tập, cái hành trì nó phải có cái liên quan, cái trách nhiệm, cái hỗ tương và cái đồng lòng với nhau. Thì nhờ như vậy mà Ngài Mục Kiền Liên nhiếp phục được với những cái người phạm chí đó, để đưa họ nương về quy y với Tam Bảo, nương tựa với Phật Pháp. Mình ở đây là còn có một cái thiện duyên rất là lớn, mình cũng biết hơn được những cái người này. Thực ra khi mà quý vị đọc kinh, nghe Pháp, quý vị phải thấy rằng mình đọc như vậy, mình nghe như vậy, nhưng mà mình biết rằng mình vẫn có cái phước báu hơn, là mình biết được Tam Bảo, mình nương tựa được Tam Bảo ngay từ cái kiếp này, cái thân mạng này. Mình không có một cái nghi ngờ, cái so sánh gì nữa, để mình trở về lại với cái chân tâm của mình. Cái điều đó là một cái điều rất là quý. Và quý vị thấy như là những cái câu chuyện hồi nãy, giữa cái sự mà thị hiện thần thông, giữa cái sự mà giải nghi lo lắng của hai ngài, tại sao là có những cái lời đàm tiếu là người này thần thông hơn, Đức Phật đã tuyên xưng như vậy rồi, tại sao những cái đệ tử khác lại muốn có những cái xáo động như vậy? Quý vị thấy ở môi trường nào nó cũng có hết. Nhưng mà có một cái câu khuyên nhỏ thì thường người ta hay nói như thế này: cái người thông minh á là cái người giải quyết được tất cả mọi chuyện khó khăn gian khổ để hoàn thành, đó là cái người thông minh. Nhưng cái người hiểu biết á là cái người không để mình trở thành cái người thông minh. Cái này thì nó sẽ khác nữa, nhưng mà nó là một cái ý niệm để mình thấy rằng trong cái tu tập của mình, luôn luôn cái sự học cái hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, luôn luôn cái hạnh mà khiêm cung của mình, càng khiêm cung thì cái sự tu tập của mình nó lại càng chắc, nó càng cứng.
Còn mà mới vừa được một chút xíu mà lộ ra hết rồi, hương hoa nó mất hết, anh hoa phát tiết ra ngoài. Sao nữa? Ngàn năm bạc mệnh, một đời tài hoa. Thành ra có hương hoa giữ bớt lại cho nó thiệt là thơm, nó lâu lâu xì chút thôi ha. Có 10 cây đó, lâu lâu xì cây thôi, xì hết 10 cây là nghèo rồi, phải không? Thành ra đó, mình biết tu tập, mình biết giữ thân khẩu ý và giữ được cái ý niệm như vậy thì cái giá trị tu tập của mình nó sẽ được nhiều hơn, và nó sẽ nhiếp phục, và nó cũng có ảnh hưởng tới những cái người pháp lữ của mình. Họ cùng tu với mình, họ yên tâm đi cùng một chuyến xe với mình, họ cảm thấy rằng họ học hỏi được nhiều, họ nâng cao được cái giá trị tâm linh của họ. Chứ còn đi chung một chuyến xe với mình mà họ thấy mệt mỏi quá, cãi vã gây gỗ, nó không có lợi. Thành ra chính vì điều đó, chỉ trong một chuyến xe lộ trình đi thôi, nhưng mà những cái tâm niệm, những câu chuyện trên xe đó, nó làm cái tâm mình bình yên hơn, an lạc hơn. Thì cái đó là quý vị học được cái hạnh của Ngài Mục Kiền Liên khi nhiếp phục với tất cả những người phạm chí. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, nhưng mà tới mùa và cây mà Thầy không cho nó trổ bông, nó kết trái, nó sái mùa, nó bị sâu quá Thầy. Thật ra rất cảm ơn Thầy đã khéo góp ý để tránh bớt đi những cái sự tị hiềm gây khó khăn trong cái lộ trình tu tập. Vâng, kính thưa Thầy, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử. Thực ra thì ở Nho giáo có một cái câu rất là hay: khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có người biết là sống. Thì Thầy không có đồng ý câu này, là ở chỗ là khôn cũng chết, người dại chết là phải rồi. Tại vì dại nó không biết cách nó lường cho nên nó chết. Còn cái người khôn thì biết, nhưng mà té ra khôn quá nó thành lanh chanh, lanh chanh cho nên mày xuất đầu lộ diện là chúng giết. Giống như nguyên một cái đám rau thì chúng ta sẽ ngắt cái cây nào, cái cây mà nó trồi lên đầu tiên nhất, không, tức là nó được ăn trái chiến đầu mùa đó, là bị đốn trước và bị giết trước thôi. Cái lời dạy người xưa rất là hay: biết, tức là biết thời, biết thế, biết ta, biết người. Như vậy người ta mới có thể sống được. Thì cái biết này thực ra nó rất là quan trọng đối với là đạo Phật, đặc biệt là hệ Đại Thừa Giáo. Quý vị thấy Đức Phật đã từng thuyết giảng 300 hội, trong đó có một cái pháp hội rất là đặc biệt, đó là pháp hội Viên Giác, Đại Thừa Phương Đẳng Viên Giác Kinh. Đức Phật chỉ khai thị có một chữ thôi, đó là chữ biết, dạy cho Tôn giả, xin lỗi, dạy cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát trí tuệ đệ nhất mà, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại lôi ngay cái ông trí tuệ đệ nhất ra? Về cái hàng Bồ Tát, Thinh Văn là Ngài Xá Lợi Phất rồi, còn Bồ Tát là Ngài Văn Thù mà chỉ dạy cho ông một chữ biết. Tại sao không kêu một cái ông nào khác hiền lành khờ hệt ra mà dạy biết, mà dạy cái ông giỏi nhất để cho ông biết? Đức Phật dạy cho rằng biết mới có thể xa lìa, xa lìa thì ngay đó giác ngộ, gọi là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Tức là tri tức ly, ly tức giác. Hãy biết được các pháp do duyên sanh nó là huyễn, thì ngay nơi đó mình đã xa lìa được huyễn. Xa lìa được huyễn thì ngay nơi đó được giác ngộ. Cho nên người biết sống là như vậy đó. Cả cuộc đời của Tôn giả Mục Kiền Liên, quý vị biết, không bình thường như chúng ta nghĩ. Vì Ngài đã phát nguyện dùng thần thông để chiết phục ma quân, để mà đem chánh pháp đến cho mọi người. Chính vì lẽ đó mà va chạm rất là nhiều, vì mất đi lợi nhuận từ các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác người ta không chịu, các đạo giáo khác không chịu, mất tín đồ, mất đi sự hậu thuẫn của vua chúa, cho nên họ tìm cách để phá hoại. Và đặc biệt đó là ma quân. Quý vị biết ma quân là một thế lực rất là đặc biệt, chỉ ám hại và ngăn chặn con đường hoằng pháp của những vị mà đạt tới đỉnh cao. Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn không ngoài danh sách. Một lần nọ, Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến nước Bạc Già để giáo hóa. Quý vị biết là ngoại đạo tìm tới nhà Mục Kiền Liên rất là nhiều để trả thù, và ác ma cũng thế. Thì trong lúc Ngài đi hành thiền, thì lúc bây giờ ác ma nó mới đi theo hơi thở,
của Tôn giả Mục Liên vào trong bụng. Tôn giả Mục Liên đang hành thiền, tức là đang đi đó, thì bỗng dưng trong bụng nó đau và có một cái cục nó to, nó nổi lên, nó độn lên bằng một cái chén. Lại nghe tiếng động từ trong bụng, nó phát ra như là tiếng sấm. Tôn giả mới quay trở về tỉnh thức và ngồi tỉnh tọa quan sát. Tôn giả biết ngay ác ma muốn quấy phá mình. Ác ma rất là ngạo mạn vì cho rằng thần thông của ác ma hơn cả Đức Phật. Có thể giả ra làm Đức Phật mà người khác quỳ xuống cúng dường. Cùng với Đức Phật với 1250 tỳ kheo, các vị vua quỳ xuống tưởng là Đức Phật với là các vị thánh tăng cúng dường. Giỏi vậy đó, không ai phát hiện ra. Và cho rằng Đức Phật cũng không phát hiện ra, cho nên nó nhất định là phải đốn cho được Mục Kiền Liên. Thì khi mà Tôn giả Mục Liên ngồi tĩnh tọa phát hiện ra, Tôn giả mới nói: này ác ma, ngươi hãy mau bước ra. Tốt hơn hết, ngươi không nên xâm phạm đến Đức Thế Tôn và đệ tử thánh của Ngài, vì chắc chắn năng lực của ngươi không thể nào làm hại được những vị này, trừ một trường hợp duy nhất, đó là nghiệp của ngươi đã chấm dứt, ngươi thanh tịnh kỳ dư, ngươi vĩnh viễn không thể nào làm hại được những vị này. Thì lúc bây giờ ác quỷ, ác ma trong tâm, trong lòng mới ngạc nhiên, mới khởi lên cái sự ngạc nhiên là quái lạ, dù thế nào đi chăng nữa Đức Phật cũng không phát hiện ra được ta. Mục Kiền Liên có thần thông đến mấy cũng đâu có thể hơn Đức Phật, tại sao biết được ta? Lúc bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói: ngươi đừng ngạc nhiên, ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi nghĩ rằng với năng lực cỏn con của ngươi, cho dù Đức Phật không thể biết thì ta làm sao biết được. Nhưng ta báo cho ngươi biết, ngươi là người đã sai lầm. Nghe lời này, ác ma hổ thẹn, cho nên theo hơi thở của Tôn giả Mục Kiền Liên bay ra. Và Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói: tất cả những điều mà ngươi làm chẳng qua chỉ để tôn đắp cho cái tôi của ngươi. Cái tôi của ngươi là cái hố sẽ chôn chặt ngươi trong sanh tử luân hồi, không bao giờ đem tới sự bình an. Tốt nhất ngươi hãy rời xa cái tôi của ngươi, đó là giải pháp có thể đem tới bình an cho ngươi ở hiện tại và tương lai. Lúc bây giờ ác ma mới quỳ xuống sám hối Tôn giả Mục Kiền Liên và biến mất vì sự hổ thẹn của mình. Thưa quý vị, Tôn giả Mục Kiền Liên là người cương nghị, mạnh mẽ, tháo vát và rất nghĩa khí, tức là thấy sự bất bình là ra tay. Cho nên trên đường hoằng hóa của Tôn giả Mục Kiền Liên gặp những sự trở ngại từ phía ngoại đạo, tà giáo, ác ma. Bên cạnh đó có những sự trở ngại rất là gay gắt, đó là từ phe kẹp tóc. Vì sao? Vì Tôn giả Mục Kiền Liên đúng mẫu là một người đàn ông. Thì bây giờ quý vị sẽ lắng nghe thầy Hạnh Bảo kể cho quý vị nghe một giai thoại và sự giáo hóa của Tôn giả Mục Kiền Liên đối trước một người con gái sắc nước hương trời, đó là kiều nữ Liên Hoa Sắc. Vâng, xin mời thầy. Tôi nghĩ cái chuyện này để thầy kể nó hay hơn. Quý vị biết đọc trong kinh giáo điển của Đức Phật, đã nghe ngài A Nan đã bị ma đăng già rồi đó, thấy thầy nó vụ án ma đăng già đó đã thấy ghê rồi, nhưng mà không ngờ tới ngài Mục Kiền Liên vẫn phải gặp một cái chuyện mà tất cả đều là do cái chủ tâm của cái người nữ này hết. Ngay cả từ ngày A Nan cũng vậy. Thì nói tới cái người nữ Liên Hoa Sắc ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật, quý vị đa phần là nữ ở đây, quý vị có tìm hiểu về cái người này không? Có không? Có hả? Nó có cải lương nữa hả? Thầy nó có cải lương nữa. À, đúng rồi, có tuồng cải lương của nàng Liên Hoa Sắc. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tuồng cải lương đó chưa có chính xác. Chưa chính xác. Nó không có chính xác với lại cái chuyện ở trong kinh điển. Tức là không biết là tác giả đã dựa vào cái tư liệu nào
và cũng có thể là viết để dựng lại thành cải lương thì cho chúng ta dễ tiếp thu, cho nên vô tình nó chưa có được đúng chính xác với lại kinh điển. Thì quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo trình bày này. Tôi nghĩ thì giờ thì nó không có nhiều, nhưng mà tôi cũng sẽ tóm lược để cho quý vị có một cái ý niệm nó như thế này. Thì trong cái hành trạng của Ngài Mục Kiền Liên đó, khi mà để mà chế ngự cũng như là hàng phục cũng như giáo hóa về những cái ở đây gọi là sắc đẹp mỹ nhân và không địch nổi với thần thông, nhưng mà thực sự là cái sự giáo hóa của Ngài, thì một bữa nọ đó Ngài Mục Kiền Liên không những không bị ma lực làm hại mà cho đến sắc đẹp của mỹ nữ cũng không thể làm phen ố đạo hạnh của Ngài. Thì một ngày kia trên cái đường đi khất thực trở về, khi đi ngang qua một cái khu rừng, thì tôn giả Mục Kiền Liên trông thấy một cái người thiếu phụ chừng trung niên. Thì chắc tôn giả Mục Kiền Liên là không có trẻ rồi, không có trẻ như Ngài A Nan rồi, cũng gọi là trung niên cỡ thầy Thiện Thuận trở lên chứ không có trẻ hơn được. Thì thầy gặp mà cỡ đó được rồi đó, ngồi bên thì gặp một cái người thiếu phụ, ở đây ghi là thiếu phụ trung niên, ngồi bên đang chờ như chờ đợi vậy đó. Thì Ngài đi ngang, thì vừa bước đến thì cái người nữ đó bước lại chặn đường và liếc mắt đưa tình, miệng nở nụ cười duyên dáng thỏ thẻ nói: "Tôn giả ơi, Ngài đâu mà quên em vậy? Có rảnh rỗi thì nói chuyện với em một chút nha." Thì lúc đó tôn giả mới đứng hẳn lại, mắt chăm chú nhìn kỹ thiếu phụ. Dù nàng tuổi đã trên 30 nhưng nét đẹp kiều diễm và quyến rũ của nàng vẫn đầy sức hấp dẫn đối với những chàng trai trẻ si tình. Không những tôn giả nhìn kỹ vào nét mặt và vóc dáng của nàng mà còn thấu trong tâm ý của nàng, nên với thái độ an nhiên và tự tại, tôn giả dùng lời lẽ thật oai nghiêm nói với thiếu phụ rằng: "Thật đáng thương cho bà, thân xác bà đã không trong sạch mà tâm hồn bà lại càng mờ tối. Bà tưởng có để đem tâm niệm bất chánh của bà để làm lung lạc được ta ư?" Người đàn bà mới khựng lại thất sắc nói: Tôn giả, ngài nói gì em không hiểu. Bà đừng che giấu được tư tưởng mờ ám của bà đợi ở đây với dụng ý gì? Ta đã thấy rõ tất cả. Bà đang bị mê lạc trong một thứ sắc đẹp dối trá mà chính nó đang giúp bà nhiều cơ hội để tạo tội lỗi. Cũng như con voi già bị luống sâu trong sình lầy, càng cố ngoi lên thì càng bị chìm xuống. Quý vị thấy mạnh mẽ sao? Người ta đẹp vậy ví với con voi già. Quý vị biết thực ra ở đây là nó có cái ý lắm. Bây giờ đố quý vị một cái kiến thức nhỏ thôi về sinh vật học. Voi là sống theo từng đàn đúng không? Nhưng voi đầu đàn đố quý vị vô đực hay vô cái? Đúng rồi, voi cái. Không lãnh được một đàn voi nó, cho nên con voi già tức là con voi cái đó. Mình mới thấy hồi đó sao tự nhiên so sánh con voi già, thầy nghĩ là con voi đực, nhưng mà khi học ra mình mới thấy được Ngài Mục Kiền Liên đúng là kiến thức rất là phong phú. Ngay cả sinh vật học, tức là thế giới vật học đó, sinh vật đó, Ngài cũng rành. Ví liên quan sắc là con voi già. Thì lúc đó cái người thiếu phụ mới như trực tỉnh cơn mê: "Thưa tôn giả, Ngài đã thấy được tâm ý của con thì con cũng biết là không thể dối gạt được Ngài nữa rồi. Từ lâu con đã nghe người ta nói rằng Ngài là đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, nhưng con không tin là thần thông có thể đánh bại được sắc nhân. Bây giờ con mới biết con là một người đàn bà có nhiều tội lỗi sâu nặng. Con muốn hồi tâm hướng thiện chứ không bao giờ ngoan cố giống người khác, nhưng con lại nghĩ rằng có lẽ con là một con người không còn xứng đáng để được cứu vớt. Con có một quá khứ rất ghê sợ. Trong tương lai thế nào con cũng bị một cái quả báo trói buộc." Thì tình cảm của người đàn bà cuối cùng rồi cũng trở nên yếu đuối. Nàng vừa khóc vừa rắm rứt, nước mắt tràn trụa. Tôn giả an ủi: "Này, bà đừng buồn nữa và cũng đừng thất vọng. Dù trong dĩ vãng đã tạo tội lỗi sâu nặng thế nào đi nữa, chỉ cần bà biết ăn năn sám hối thì bà vẫn có thể cứu vớt được. Áo quần dơ bẩn có thể dùng nước mà giặt sạch, nhưng tâm ý dơ bẩn thì chúng ta dùng giáo pháp của Đức Phật để gội rửa.
nước từ trăm dòng sông dù có ô trượt, một khi đã chảy vào dòng biển cả thì tức khắc trở nên trong sạch. Giáo pháp của Đấng Đại Giác Thế Tôn cũng vậy, có thể rửa sạch tất cả sự ô uế của tâm ý con người, làm tiêu trừ mọi lỗi lầm của quá khứ. Lời dạy của tôn giả đã làm cho thiếu phụ tươi hẳn nét mặt. Nàng cảm thấy tâm ý được bình tĩnh thêm, ánh mắt sáng ngời và dâng lên niềm hy vọng tràn trề. Ngài kính cẩn thưa: Kính thưa tôn giả, giáo pháp của Đức Phật thật từ bi vĩ đại vậy sao? Nhưng cái quá khứ của con thì nó quá xấu xa, đời con gặp toàn chuyện bất hạnh, con mà nói chắc ngài phải bịt tai che mắt. Thì tôn giả mới nói: Không sao đâu, bà cứ kể hết cho tôi nghe, bà tên là gì nhỉ? Thưa tôn giả, con tên là Liên Hoa Sắc, Uppalavana, vốn là con của một vị trưởng giả ở thành Đức Xoa Thi La. Năm 16 tuổi con lập gia đình, chẳng bao lâu thì cha con qua đời và mẹ con lại tư thông với chồng con. Khi con biết được thì ruột gan con đau như đứt từng khúc. Lúc đó con vừa sanh được một đứa cháu gái, trong cơn giận con đã ném nó vào bụi rồi bỏ nhà ra đi. Sau đó con lấy một người chồng khác. Người chồng này thường đi làm ăn xa, một hôm từ thành Đức Xoa Thi La trở về đã dối gạt con, lấy mấy ngàn lượng vàng để mua một cô gái làm vợ bé. Y gửi cô vợ này ở nhà bạn bè, giữ rất là bí mật sợ con biết. Nhưng về sau thì con cũng biết được chuyện ấy. Khi biết chuyện, con khóc lóc ầm ĩ, đòi y phải để cho con được thấy mặt cô ta để xem người ấy như thế nào, mà làm sao mà chiếm được tình yêu của chồng con. Nhưng khi đã thấy được và biết rõ cô ta rồi thì tôn giả ơi, lòng con đau đớn đến chết ngất. Tôn giả biết không, nàng ấy không ai xa lạ, chính là đứa con gái của con với người chồng trước. Tức là đời sống của bà là phải tranh giành với bà mẹ một ông chồng, bây giờ lại tranh giành với đứa con với một ông chồng. Chi vậy? Quý vị thấy cái nghiệp chướng của người ta nó đau khổ như vậy đó. Bây giờ so với cái nỗi đau khổ của mình thì mình có bằng Liên Hoa Sắc không? Cho nên quý vị cứ lắng nghe tiếp để thấy được mình vẫn còn có phước hơn nàng Liên Hoa Sắc. Nói đến đây thì Liên Hoa Sắc xúc động quá khóc ngất lên. Mục Kiền Liên lại an ủi: Bà Liên Hoa Sắc, bà đừng có buồn như vậy. Khi một người trông thấy rõ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng thấy rõ được những mối dây chằng chịt quấn nhau, nói một cách xác thực thì cuộc đời chỉ là một vũng sâu của tội lỗi. Câu chuyện của bà về sau như thế nào, bà cứ bình tĩnh kể tiếp đi. Liên Hoa Sắc thưa rằng: Thưa tôn giả, con làm sao chịu đựng nổi những trận đòn dồn dập này. Nghĩ đến lúc trước đã bị mẹ cướp mất một người chồng, rồi bây giờ con gái của con lại cùng với con giành nhau một người chồng, thì con còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Cho nên con lại bỏ nhà ra đi. Con chán ghét cái thế gian này, chán ghét cả loài người. Con bèn biến mình thành một kỹ nữ để lấy thế gian này, nhân loại này làm một trò vui. Và như tôn giả thấy đó, con đang sống một cuộc đời sống đầy tội lỗi bẩn thỉu như thế này đây. Thưa tôn giả, bất cứ tội lỗi xấu xa nào con cũng làm được, miễn là có tiền và gây khổ lụy cho người khác. Con không cần nói, nhưng tôn giả cũng biết được tại sao hôm nay con cố chờ đợi ở đây. Cũng may mà gặp phải một bậc thần thông có giới hạnh toàn vẹn như tôn giả. Nhưng con phải làm thế nào để sám hối với tôn giả bây giờ? Ở đây là quý vị thấy, tức là cái sự thù hận thôi. Thật ra cái tâm nó hận thù, thành ra muốn trả thù đời. Đã nhấn chìm mình thì bây giờ mình cũng quậy cho nó đục luôn, phải không? Nó đời nó đục rồi không quậy nữa, nó ổn. Thành ra bà Liên Hoa Sắc này cũng dữ dằn vậy đó. Tức là bây giờ bà làm tất cả mọi điều không nề hà tội lỗi, ngay cả biết rằng cái vị này được xưng tôn như vậy, nhưng mà cũng đón đường để mà gây sự. Quý vị thấy. Nhưng mà khi mà phải nói là cái nhờ cái công đức, cái tu hành, nếu mà không thì không vượt qua được đâu. Thì nghe xong câu chuyện cuộc đời của bà Liên Hoa Sắc thì Mục Kiền Liên không hề có ý tưởng khinh rẻ nàng. Trái lại, trong giây phút ấy, tôn giả lại nhìn thấy nơi nàng cái tâm rất chân, rất thiện, rất mỹ. Để cho nàng yên tâm, tôn giả đến gần hơn và dùng lời lẽ hết sức từ hòa để khuyến khích: Này bà Liên Hoa Sắc,
Quả thật bà có một thân thế quá đau thương tủi nhục, nhưng nếu bà quyết tâm tu học theo giáo pháp của Đức Phật, thì cái đoạn nhân duyên ấy cũng có lúc phải chấm dứt, bà sẽ được hoàn toàn giải thoát an lạc tự tại. Xin bà hãy theo tôi về yến kiến Đức Phật. Liên Hoa Sắc cảm thấy vui mừng vô hạn, sở dĩ được cứu vớt, được thay đổi từ một cuộc sống đầy tai họa để trở thành một cuộc sống đầy phúc lạc là nhờ tôn giả Mục Kiền Liên, một người vừa có thần thông lại vừa biết dùng phương tiện khéo léo để hóa độ bà. Và sau đó, Ngài Mục Kiền Liên đưa Liên Hoa Sắc về tới Đức Phật để quy y và nương tựa vào Tam Bảo. Thưa cùng đại chúng, tại vì không có đủ thời gian cho nên không có thể kể hết được tất cả những tình tiết mà Liên Hoa Sắc bộc bạch nỗi khổ đau của đời người phụ nữ. Không có nỗi đau nào thầy nghĩ còn lớn hơn nỗi đau của người phụ nữ mang tên Liên Hoa Sắc này. Nhưng quý vị biết không, sau khi bà phát chánh tín, xuất gia tu hành chân chánh và trở thành vị đệ tử ni có thần thông đệ nhất. Quý vị biết á, cái sự gian nan cho Liên Hoa Sắc sau khi xuất gia, dù làm ni cô nhưng mà ni cô đẹp quá, cho nên đi tới đâu rồi mấy thằng quỷ dịch nó cũng bám theo á, rồi mò kéo cả dây cả nhợ vậy đó, gây đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhờ Liên Hoa Sắc có thần thông đệ nhất cho nên đã giáo hóa được rất nhiều tên đảng cướp đã sai đắm sắc đẹp của tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Muốn cúng dường Ngài Liên Hoa Sắc chỉ mong được sờ tay Ngài Liên Hoa Sắc thôi, chỉ được ngắm nhìn dung nhan của ni cô Liên Hoa Sắc thôi. Nhưng bà đoan nghiêm lắm, và bà phát tâm tu rất là gay gắt và chứng được quả A-la-hán. Có lần nguyên một cái đám cướp nó canh bà đi tắm, nó đi giấu áo quần, nó ghê vậy đó. Thì bà dùng thần thông, bà hiển lộ từ cái xác của bà rã ra, sình lên, tanh thối, rồi mắt rớt, tai rớt, xương rớt. Cái đám đó nó sợ quá, nó đi theo làm đệ tử quy y với lại tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Và Liên Hoa Sắc dẫn về xuất gia với Đức Phật, sau đó điều chứng quả A-la-hán. Cho nên ở bên Tăng thì có tôn giả Mục Kiền Liên nhiếp phục những người ác ôn ngoại đạo bằng thần thông, thì bên ni đó là tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, được Đức Phật ban mỹ hiệu là thần thông đệ nhất ni. Thì sẵn tiếp câu chuyện đó thì kể quý vị, bà cũng rất là dữ dằn, là như thầy nói xuất gia mà hồi xưa chắc Đức Phật cũng cho cạo đầu chứ hả thầy? Sao mà thưa quý vị, thì có một cái câu chuyện đó là có một cái tên, nó vì nó quá mê cái sắc tướng của bà, thành ra nó đem tới cả 1.000 lượng vàng tới để nó cúng. Tu rồi đó, người ta cúng với một cái lời khen thôi, chỉ khen là bà Liên Hoa Sắc à, bà có cặp mắt quá là đẹp đi. Thì nó cúng xong nó chỉ khen một lời đó thôi. Quý vị biết bà làm sao không? Bà móc mắt ra bà đưa liền. Móc mắt ra bà cho. Quý vị biết thật ra cái câu chuyện đó để kể hết cho quý vị nghe. Bà giọng mạnh lắm, bà móc mắt ra bà đưa liền. Bà nói này, ông khen đẹp tôi tặng cho ông đó, ông có thấy đẹp không? Cái chàng trai này thấy ghê quá, một đống thịt bầy nhầy máu me lùm tùm lum rồi làm sao mà thích được. Đó, cho nên là thấy gì giận dữ, bắt đầu mới kêu lên là cái tên đầu trọc kia, tại sao lại dám dùng quyển thuật này mà hại tôi. Tức là mới thương yêu đó, khi có đôi mắt mà long lanh nữa, làm sai đắm người, móc ra cái là chửi liền. Quý vị biết nó ghê lắm. Xong nó lấy cây nó đánh vô đầu Liên Hoa Sắc, lấy cây đánh vô đầu tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Quý vị biết á, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc mới đem cái việc này đi bạch lại với các vị khác, thì các vị khác á mới thấy được cái tấm lòng của Ngài Liên Hoa Sắc. Tỳ kheo ni rất là dõng mãnh. Thì thưa quý vị, tôn giả Mục Kiền Liên đã giải quyết được cái chuyện nàng Liên Hoa Sắc và hướng dẫn nàng tu tập chứng quả thánh, vẫn gọi là thánh ni A-la-hán Liên Hoa Sắc, trở thành một cái sự kiện chấn động lúc bấy giờ trong giới giang hồ. Tại vì người ta rất là coi thường Liên Hoa Sắc ở cái đoạn là Liên Hoa Sắc sống buông thả. Nó gây một cái dư chấn lớn, tại vì xã hội Ấn Độ rất là xem thường phụ nữ. Quý vị nhớ, đây là một cái sự kiện lớn, là đưa người phụ nữ thấp hèn nhất xã hội bị khinh rẻ lên một địa vị cao. Đó chính là nhờ sự giáo hóa của tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng còn có một cái sự việc nữa, đó là tôn giả Mục Kiền Liên
dám dùng thần thông của mình để đón xem tiếng nói của Đức Phật vang đi bao xa. Trong kinh Đức Phật đã nói là phạm âm hải triều âm mà, tức là tiếng nói thanh tịnh của Đức Phật thì nó vang xa như tiếng hải triều, tức là tiếng của sóng biển. Quý vị đi xa là nghe tiếng sóng biển rồi, phải không? Thật ra nó như thế. Một ngày nọ, ở tại thành Vương Xá, khi Đức Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe tại tu viện Trúc Lâm, từ lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên đang ngồi thiền thất của mình cách ở giảng đường rất là xa, nhưng ngài nghe rõ pháp âm của Đức Phật mồn một, nghe rõ lắm. Lúc bấy giờ ngài mới thử dùng thần túc thông của mình ra khỏi thế giới ta bà, đi đến mấy mươi ức cõi của Đức Phật, tức là nó xa lắm. Ở đây tới Tây Phương một cõi Phật là đã xa rồi, phải không? Mười muôn ức cõi mới tới được cảnh giới Tây Phương, mà ở đây ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi tới vài mươi ức cõi Phật, tức là xa gấp vài mươi vạn lần. Tới một cõi nước đó có một Đức Phật đang giáo hóa, đó là Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Thì lúc bấy giờ Đức Phật, Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đang thuyết pháp, ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông, mới ngồi vào trong pháp tòa đó nghe Đức Thế Tự Tại Vương thuyết pháp, nhưng mà bên tai vẫn văng vẳng nghe tiếng của Đức Thích Ca Mâu Ni tại Tinh Xá Trúc Lâm, nơi thành Vương Xá thuyết pháp. Rõ ràng pháp âm của Đức Thích Ca vang xa đến mức như thế. Tôn giả Mục Kiền Liên ngồi mà mỉm cười, thầy của mình có thế chứ. Thì lúc bấy giờ các thánh chúng ở cõi của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai bỗng dưng thấy có một cái con gì nhỏ nó bò vô, đang chạy vô, trông lạ quá, thì mới ngăn lại, chặn lại. Chặn lại thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tự Tại Vương mới hỏi, thì đại chúng mới quỳ xuống là bạch Đức Thế Tôn. Trong khi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, không biết có con vật nào rất là quái lạ chạy vô đây, cho nên chúng con đuổi nó ra. Đức Thế Tự Tại Vương mới nói, các ông đừng nói thế mà xúc phạm đến thánh tăng. Đây là tôn giả Mục Kiền Liên, vị đệ tử có thần thông đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ta bà. Tất cả các vị đệ tử thanh văn lúc bấy giờ mới ngạc nhiên, mới quỳ thưa là bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà tại sao thân hình của tôn giả nhỏ xíu như vậy? Thì Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói, sở dĩ thân hình của tôn giả Mục Liên nhỏ là vì thế giới đó thân của con người cảnh giới ta bà chỉ cao đến chừng đó, nhưng ngài Mục Kiền Liên đã cao hơn những người ở cảnh giới đó rồi. Các ông không nên coi thường vị tôn giả này. Tôn giả này có thần thông bậc nhất, oai lực rất lớn, thường thay thế Đức Thích Ca Mâu Ni đi du hóa các cảnh giới xa. Cảnh giới xa đến đâu, ông đều có thể đi được đến đó và để giáo hóa cho chúng sanh, tùy theo nghiệp lực của các cảnh giới mà chúng sanh có thân hình khác nhau. Nói xong Đức Phật quay sang bảo, này Mục Kiền Liên, ông từ thế giới ta bà đến đây, hãy biểu hiện thần thông để giáo hóa các vị đệ tử của ta, trừ mối nghi của những vị đó, ông nên làm. Lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên nương oai lực của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai hiện ra sáu phép thần biến, xong quay trở về chỗ cũ ngồi. Tất cả chúng đại Bồ Tát, chúng thanh văn trong pháp hội biểu thị hết lòng cung kính. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói, này Mục Kiền Liên, có phải ông đến quốc độ của ta để đoán thử xem pháp âm thầy của ông là Đức Thích Ca Mâu Ni bao xa, có phải thế không? Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên mới quỳ xuống bạch và bạch Đức Thế Tôn, dụng tâm của con đúng là như thế. Này Mục Kiền Liên, ông không nên có ý tưởng đó, vì đối với oai lực của chư Phật trong mười phương, hàng nhị thừa của ông không thể nào hiểu thấu được rốt ráo. Pháp âm của chư Phật đầy khắp cả hư không cõi, đối với căn duyên của chúng sanh
thì cảnh giới có xa có gần, cho nên không thể lấy cái tâm phân biệt gần xa của pháp thế gian mà thí nghiệm hay đo lường pháp âm vô tướng của Thế Tôn. Quý vị thấy hay không? Nghe xong lời khai thị của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, tôn giả Mục Kiền Liên rất lấy làm hổ thẹn, cho nên đảnh lễ sám hối Đức Thế Tôn và quay trở lại cảnh giới của mình. Từ đó không dám dùng thần thông của mình mà hiển dụng để đo lường công đức tu tập của các vị thánh cũng như các vị Phật ở trong mười phương. Đó là một giai thoại mà được ghi lại ở trong kinh, để chúng ta thấy được lấy tâm bình thường để mà đo những công việc của người khác thường là nó không có được. Cho nên thầy nhớ không thầy, đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Vâng, quý vị sẽ được nghe thầy Hạnh Bảo trình bày tiếp những công hạnh kỳ bí của tôn giả Mục Kiền Liên. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị nghe nó cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi sẽ chỉ kể lại quý vị nghe một cái nhân duyên mà ngài Mục Kiền Liên, ngoài cái hóa độ trên cái cõi dương thế, ngài còn có dùng cái thần lực của mình, cái oai lực của chư Phật để đi xuống với cái cảnh giới địa ngục để mà cứu vớt. Thì trong đây có bốn cái mẫu chuyện mà chỉ đọc lướt để cho quý vị nghe, để quý vị thấy cái nhân quả của những cái loài quỷ đó mà thôi. Thì nói về cái những cái loài chúng quỷ nó thưa hỏi nhân duyên với ngài Mục Kiền Liên, thì không những thường du hành đến các cái nơi Phật độ, Mục Kiền Liên còn thường hay đến cảnh giới địa ngục để quan sát như thế nào. Thì trên đường hành hóa một ngày nọ đến bờ sông Hằng thì trời vừa tối, Mục Kiền Liên bèn dừng bước ngồi nhập định trên bờ sông để chờ trời sáng. Thì gió đêm thổi nhẹ, bầu trời trong vắt đầy sao, bỗng đâu chúng quỷ đói tụ tập tới bờ sông thật đông để lấy nước uống, nhưng lại bị một con quỷ thật hung ác có nhiệm vụ canh giữ nước sông ở đó cầm gậy sắt xua đuổi, khiến cho chúng không dám xuống sông lấy nước uống. Lúc đó trong lúc thiền định, ngài Mục Kiền Liên đã quan sát và thấy rõ tội nghiệp của chúng đều không giống nhau, nên bèn gọi chúng lại ngồi vây quanh. Nhân đó chúng được dịp hỏi tôn giả về nhân quả nghiệp báo của mình. Thì một con quỷ đầu tiên nó thưa: Thưa tôn giả, kiếp xưa con làm người, nhưng bây giờ con phải bị đọa lạc vào chốn ngạ quỷ, thường bị đói khát, nghe nói nước sông Hằng trong mát, nhưng khi con múc nước uống thì nước nóng vô cùng, chỉ cần uống vào một ngụm thôi là lục phủ ngũ tạng đều bị bỏng cả. Đã thế lại còn bị bọn quỷ hung ác kia xua đuổi, vậy xin tôn giả cho con biết lúc xưa con đã tạo nghiệp gì mà phải chịu quả báo như hôm nay. Thì ngừng giây lát, dùng thần lực quan sát và tôn giả trả lời: Đời trước ngươi làm nghề bói toán, trong lúc nói về sự kiết hung của người, ngươi thường tùy ý khen chê, nói dối nhiều hơn nói sự thật, tự cho mình biết rõ mọi việc, nhưng sự thật chỉ là lừa đảo, chỉ vì kiếm lợi cho mình mà đang tâm mê hoặc chúng sanh, bởi vậy ngươi mới chịu quả báo khổ như ngày hôm nay. Con quỷ thứ nhì quỳ và thưa: Thưa tôn giả, con thường bị một con chó thật lớn, thật mạnh ăn thịt. Khi thịt con hết rồi thì một cơn gió thổi qua xương thì tức thì thịt nó lại trở lại để con chó ấy lại ăn nữa. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà con phải chịu quả báo như vậy. Ngài Mục Kiền Liên đáp: Tại vì kiếp trước người thường hay giết hại các loài heo, dê, gà, vịt để lấy thịt cúng thần tế trời, cho nên ngày nay ngươi phải chịu quả báo như vậy. Con quỷ thứ ba thưa hỏi: Thưa tôn giả, bụng con thì to như cái vại mà tay chân và cổ họng thì nhỏ như cây kim, thấy đồ ăn thức uống thì cũng thèm mà không thể nào ăn được, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà con phải chịu quả báo như vậy. Ngài Mục Kiền Liên nói: Vì đời trước ngươi làm quan đến chức tể tướng, nhưng vì tự ý mình giàu có quyền cao mà khinh khi hiếp đáp người, cưỡng chiếm tài sản do mồ hôi nước mắt của người làm ra, mặc ý tư tình hưởng lạc, cho nên ngày nay phải chịu quả báo như vậy. Con quỷ thứ tư hỏi: Thưa tôn giả, đầu con thì to như cái đấu, miệng lưỡi của con thì to
lớn chiếm đầy cả nửa thân trên, trong khi đó máu cứ từ nửa thân dưới phun lên, các huyết quản lúc nào cũng như muốn bể ra, mạng sống mỏng manh như chỉ mành. Chẳng biết vì nhân duyên gì mà con phải chịu quả báo như vậy. Ngài Mục Kiền Liên đáp: Bởi kiếp xưa ngươi chỉ thích bàn luận chuyện thị phi hay dở, nói tới cái xấu cái tốt của người. Những điều ngươi nói ra không bao giờ đem lại lợi lạc cho người khác, mà chỉ làm cho người đau khổ hơn. Cho nên ngày nay ngươi phải chịu quả báo như vậy. Còn rất nhiều, nhiều câu hỏi nữa, để mỗi mỗi đều được Ngài Tôn giả trả lời thỏa đáng. Thì ở trong đây thì chỉ có chép lại những cái đối thoại của Ngài với một số các loài quỷ khi Ngài gặp trên cái bờ sông Hằng. Và chính ở đây, sau này những cái mà cúng khí thực, mông sơn, vân vân, thì từ do những cái khi mà thiền định Ngài gặp những cái loài quỷ đói và đến trình thưa với Đức Phật. Và chính cái điều đó Đức Phật mới dùng cái phương pháp, những cái phương tiện để mà cúng thí cho những cái loài mà cô hồn quỷ đó như vậy. Mà rất là quan trọng đặc biệt trong cái lịch sử của Ngài Mục Kiền Liên, đó là cái vào cái ngày rằm tháng 7 mà mình gọi là xá tội vong nhân để cầu siêu, gọi là cái ngày, cái đó là ngày giải đảo huyền. Cái chữ Hán là giải đảo huyền, tức là cái tội bị treo ngược. Thì đó là một trong những cái mà rất là quan trọng mà liên quan tới cái hành trạng của Ngài Mục Kiền Liên, là cái ngày rằm tháng 7, cái ngày lễ hội Vu Lan, cũng như là mình nói cái là báo ân phụ mẫu. Và nó từ nơi cái tích của Mục Kiền Liên đó. Thì xin mời thầy tiếp tục nói là cái phần nguyên do Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật khen ngợi là cái người con hết sức là hiếu thảo. Thưa cùng quý vị, sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên giáo hóa khắp nơi, nhưng mà trên cái con đường hoằng đạo đó, Ngài nhớ đến thân mẫu của mình đã qua đời. Thì trong lúc thiền định đó, quán chiếu thấy mẹ của mình là bị đọa lạc vào cái chốn ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Thân hình của bà khô héo tiều tụy, chỉ còn da dính vào xương, cổ thì nhỏ như một cây kim mai. Trong cái tình trạng như thế thì Tôn giả đau lòng quá, thương mẹ cho nên mới đi khất thực. Thấy mẹ đói mà không ăn được, đi khất thực. Thì trong luật có cho các thầy tỳ kheo được khất thực để nuôi cha mẹ của mình. Cho nên các vị đừng có thắc mắc sao mấy thầy đem cha đem mẹ vô chùa nuôi ha. Tức là trong luật Đức Phật cho cha mẹ mà tuổi già bóng xế, không ai chăm sóc, thì thầy tỳ kheo đã được nuôi. Nhưng mà nếu có người anh người em khác mà có cơ ngơi chăm sóc, thì thầy tỳ kheo đó là không có được, không được đem vô. Tức là gọi là bây giờ là kêu bằng cái gì đó thầy, neo đơn. Tức là bây giờ neo đơn đó, gọi là neo đơn thì các thầy được chăm sóc, thì được đi khất thực để mà nuôi cha nuôi mẹ của mình. Thì quý vị biết Tôn giả Mục Kiền Liên mới đem cái bình bát cơm mình đi khất thực tới cái nơi để đưa cho mẹ của mình. Thì bà đói mà đói lắm, cho nên thấy cơm bà mừng, bà che lại chắn là hết, sợ người ta giành cơm, bà bóc cơm bà ăn. Nhưng mà cơm vừa đưa tới miệng thì nó biến thành lửa. Ngài Mục Kiền Liên đau lòng trước cái cảnh đó, mẹ đói đem cơm tới mà không có ăn được. Rồi về mới khóc, mới bạch với Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên cách để cứu mẹ. Đó là mời chư tăng trong mười phương về để thiết lễ cúng dường trai tăng. Sau cái ngày tự tứ, 3 tháng an cư, chư tăng đã thanh tịnh, tu tập có công đức. Và cái ngày tự tứ đó, nói hết tội lỗi của mình ra, người khác thấy mình có tội, nghe mình có tội, nghi mình có tội, chỉ cho mình thấy mình có lỗi, mình sẽ sám hối liền. Thì cái ngày đó quý vị biết giọng mạnh lắm. Thật ra đối với những người lớn lớn, ngay cả như thầy anh bảo cũng chưa có lớn lắm, mà cũng đâu có dám mà nói hết cái lỗi của mình ra, huống chi mà cầu người khác để chỉ cái lỗi của mình. Mà chỉ ra rồi mình phải lại tạ, mình phải sám hối. Cho nên sau những cái ngày đó là cái tâm con người ta nó thanh tịnh, nó giọng mạnh lắm. Thì mời chư tăng trong cái cơ hội đó cúng dường rất là có phước báo. Mà Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà phải đi lặn lội, đi bộ, không dùng thần thông, đi thỉnh cầu
Chính cái tâm thành tha thiết này mới tác động tới mẹ của mình là bà Thanh Đề. Bà cảm thấy thương con của mình, vì mình mà con trai của mình cực khổ như vậy, cho nên bà mới khởi thiện tâm. Nhưng quý vị biết tại sao cơm mà biến thành lửa không? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng già, quá thành than lửa nuốt mà đặng nấu. Tức là do tâm tham lam và sân hận của bà mà cơm nó biến thành lửa. Lửa từ ở trong tâm nó phát ra. Nó quý vị nấu cơm đó mà ghét ai đấy quý vị nấu không? Để một cái rằm, mày ăn đi. Mày ăn mồ hôi nước mắt của tao đi thì cơm nó thành lửa hết. Nuốt vô ung thư chết hết cả đám. Rất là quan trọng quý vị biết. Do cái tâm tham đó mà cơm nó thành lửa. Tâm bõn sẻn, tâm si mê, tâm sân hận của bà, cơm đó nó biến hết thành lửa, bà không ăn được. Và nhờ cái công đức của Ngài Mục Kiền Liên tu tập, kết hợp với sự thành tâm của mình và thần lực của chư tăng trong mười phương tác động vào bà, tâm của bà mới chuyển hóa, mới hướng thiện. Cho nên mọi người trong cái ngày đó cũng hướng thiện theo bà mà thoát khỏi vòng tối tâm địa ngục. Đây là duyên khởi để ngàn đời chúng ta còn tưởng niệm ân đức của tôn giả Mục Kiền Liên, giải pháp duy nhất để cứu người thân của mình sau khi quá vãng, đó là lễ hội Vu Lan, pháp cúng dường trai tăng, gọi là giải đảo huyền, như thầy Hạnh Bảo nói, cứu người treo ngược. Đó là từ tôn giả Mục Kiền Liên, cho nên người ta tôn xưng Ngài là tôn giả có hạnh hiếu rất lớn, gọi là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. À, thưa quý vị, đó thì quý vị thấy, nhưng mà trong cái đời của cái Ngài Mục Kiền Liên có những cái sự kiện quan trọng đó. Một là cái sự báo hiếu mà nó thành ra cái lễ Vu Lan sau này trong cái tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Nhưng mà nó có quan trọng một cái điều nữa là nãy giờ quý vị nghe Ngài là một cái người thần thông bậc nhất, nhưng cái thần thông đó không có lây chuyển được cái nghiệp lực. Nó bằng một cái câu chuyện nó thực tế dưới này, khi mình đọc giáo sử mình thấy nó cũng rất là đau lòng, tại vì nó liên quan tới cái bộ tộc, cái hoàng tộc của dòng họ Thích Ca của Đức Phật. Thì là sử chép lại rằng là khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì cái nước của một cái nước của cái vị vua Lưu Ly, Tỳ Lưu Ly đó, là cái nước lân cận của Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật đó. Thì cái vị vua này đó là thường xuyên dẫn đại quân để mà đi qua đánh cái nước của thành Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Phạn. Thì Đức Phật khi mà hay tin cái đoàn ngựa quân, cái vó ngựa của cái vua Tỳ Lưu Ly mà xâm lấn biên giới đó, biên cương đó, thì Ngài đều đi đến cái biên giới, Ngài tĩnh tọa, Ngài ngồi đó. Ngài không làm gì hết, cũng không có quân sĩ, không có hầu cận, không vậy, Ngài chỉ trải tọa cụ và Ngài ngồi ngay cái giữa cái biên giới đó. Thì đó là vua Tỳ Lưu Ly khi mà dẫn đại quân hùng hổ mà tới biên giới đó, thì cái hình ảnh Đức Phật ngồi đó, thì vua Tỳ Lưu Ly lại đi trở về. Cái sự nhiếp phục, cái tâm mà quý vị biết, cái vị vua Tỳ Lưu Ly đó vẫn có cái thiện cảm, vẫn có cái tâm cung kính Đức Phật. Nhưng mà cái nghiệp sát để mà xâm lược đó là vẫn có trong cái ý thức. Thành ra kéo quân qua tới biên giới là Đức Phật ra đó, Đức Phật ngồi, không nói gì hết, Đức Phật chỉ ngồi tĩnh tọa, tĩnh lặng vậy. Thì vua Tỳ Lưu Ly lại kéo quân về. Tới ba lần như vậy, ba lần kéo quân qua biên giới đều thấy Đức Phật ngồi đó thì phải đi về. Nhưng mà khi lần thứ ba xong rồi đó, Đức Phật về, trong cái thiền định quán tưởng thì Đức Phật thấy không thể nào giải quyết, không lay chuyển được cái tâm của cái vua này. Ngài, cái ông này, ông vẫn còn cái tâm sân hận và cái tâm mà hiếu sát nó vẫn đầy trong đó, không cách nào giải quyết được. Và Ngài mới quán chiếu được cái nhân duyên á, là cái
ba lần như vậy. Và trông thấy Đức Phật thì vua lui quân, nhưng cái tâm xâm lược và cái ý chí trụ thù đối với nhà vua không chấm dứt. Thì Đức Phật quán chiếu và thấy rõ cái mối nhân duyên nghiệp quả ràng buộc giữa hai cái bộ tộc từ lâu đời, nó phải được kết thúc. Nếu không thì không thể nào giải trừ được cái nghiệp sát này. Bởi vậy cho nên dù yêu mến quê hương, dù đã ba lần xả thân cản trở đạo quân xâm lăng, nhưng cuối cùng thì ngài cũng đành để cho vua Tỳ Lưu Ly tấn công cái thành Ca Tỳ La Vệ. Đến lần thứ tư ổng xua quân qua nữa là Đức Phật ở tỉnh xá, ở trên núi, không xuống nữa. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên thấy ba lần Đức Phật can ngăn được, tại sao lần này không can ngăn nữa? Thì mà ngài Mục Kiền Liên không có chịu như vậy. Khi biết tin cái thành Ca Tỳ La Vệ đã bị đại quân của vua Tỳ Lưu Ly bao vây mà để mà sát hại, thì ngài Mục Kiền Liên mới thưa Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, thành Ca Tỳ La Vệ bị tấn công, con nghĩ mình phải ra sức cứu giúp nhân dân trong thành. Thì Đức Phật nhìn Mục Kiền Liên và từ ái bảo rằng: này Mục Kiền Liên, bộ tộc Thích Ca đã đến lúc phải chịu quả báo tội nghiệp đã gây ra bao đời trước, đó là cộng nghiệp của họ chiêu cảm nên thầy không thể nào chịu thế cho họ được. Họ đã không biết sám hối tội lỗi, không chịu sửa đổi những sai lầm cũ để ngăn ngừa những nghiệp xấu mới, mà phải vẫn cứ một mực kiêu ngạo ngang tàn. Dĩ nhiên ngôi nhà này đã bị mối mọt đục nát thì phải bị sụp đổ. Nghe lời dạy của Đức Phật, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên biết đó là sự thật, nhưng tôn giả vẫn nghĩ là có thể dùng thần thông để cứu nhân dân trong thành được. Thì vua Tỳ Lưu Ly với cái lòng mà sát hại như vậy, thành đã bao vây thành, một giọt nước cũng không lọt qua được, thì làm sao mà cứu người? Thì ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ rằng bây giờ mình dùng thần thông bay vào bên trong thành Ca Tỳ La Vệ và chọn lấy 500 người trong hoàng thành mà ngài quán xét thấy đủ nhân duyên có phước báu, và ngài bỏ trong cái bình bát và đem đến một cái nơi an toàn. Thì khi mà chiến tranh tàn sát, Tỳ Lưu Ly tàn sát hết cả dân trong cái kinh thành đó để mà đoạt thành, đoạt nước, thì đó, đến khi đó bình lặng rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới thưa Đức Phật là ngài đã dùng thần thông đã đem được 500 người đến một cái nơi an toàn để cứu cái dòng họ Thích. Thì Đức Phật cũng lắc đầu. Đức Phật nói: ông mở ra để mà xem. Thì ngài nghĩ rằng 500 người đó đã được đó, là ngài dùng thần thông cứu trong đó rồi. Thì khi mở ra, quý vị biết cái gì trong đó? Máu không. Tức là đã bị, cũng bị hủy hoại bằng cái sức lực như vậy, bằng cái tâm niệm sát hại, cuối cùng cũng thành ra một cái 500 người đó mở ra bình bát đã cứu thoát được. Nhưng nhìn vào chỉ hỏi ôi, tôn giả kinh hoàng thất sắc, cả 500 người trong bình bát đều biến thành máu. Thì lúc đó thì ngài mới ngộ ra được cái điều dạy của Đức Phật là quả là sai, dù thần thông có quảng đại thế nào đi nữa cũng không thể nào thắng được nghiệp lực cùng với những cái nhân quả khác. Thành ra quý vị thấy không, chúng sanh thì Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Mình làm bao nhiêu chuyện nghiệp ác nó vô cùng, nó đầy dẫy, bây giờ mình chỉ sợ cái quả thôi, quả báo thôi. Thành ra nhiều khi tôi nghe có những vị, có những chị, có những bác kể chuyện nói: trời ơi, hồi xưa má con đi chùa cúng kiến nhiều làm phước. Tôi nghe kể những cái mấu chuyện nhỏ nhỏ đi chăm lo cho quý thầy, tôi biết là đúng là bà cụ đã gieo một cái phước, một cái phước phải nói là một cái phước thủ lậu rất là lớn cho con cháu sau này nó nhiều, nó đầy đủ cái thiện duyên đó. Chứ còn không có những cái phước báu đó chở che, mình không có thể nào tồn tại. Quý vị thấy như tất cả những cái dòng tộc, những cái vương quyền như vậy cuối cùng cũng phải trả theo cái nghiệp sát, cái nghiệp ác báo đó. Thành ra ở đây một trong những cái mà liên quan tới ngài Mục Kiền Liên là hai việc, là cái sự hiếu hạnh và cái sự mà không qua khỏi cái nghiệp lực. Và một cái điều mà cuối cùng nữa quý vị sẽ nghe thầy Thiện Thuận tổng kết lại cái cuộc đời của ngài. Quý vị biết ngài thần lực như vậy đó, ngài thần thông như vậy đó, ngài được ca ngợi như vậy, nhưng mà cuối cùng cái sự chết của ngài đó nó rất là bi thảm, là phải chịu người khác mà giết hại một cách tàn nhẫn mà phải chịu chết, chứ không có thần thông mà cứu được đâu. Thành ra cái điều này quý vị sẽ nghe cái phần cuối, cái tuẩn giáo của ngài, trong cái hành trình, cái hành trạng của ngài suốt cái thời gian mà tu tập với Đức Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta thấy cả một cuộc đời trong sáng của tôn giả Mục Kiền Liên cống hiến cho đạo pháp, ở bên cạnh Đức Thế Tôn giáo hóa, chiết phục bao nhiêu ngoại đạo, cũng có nghĩa là bấy nhiêu nỗi gian truân, để rồi cuối cùng chúng ta đón nhận tôn giả Mục Kiền Liên trở về với Đức Thế Tôn bằng một nỗi hết sức thương tâm. Có ba sự viên tịch cần nhắc lại ở đây để quý vị biết. Thứ nhất là Đức Phật nhập Niết Bàn một cách siêu phàm với đông đủ thầy tỳ kheo vây quanh. Đức Phật từ từ nhập vào đại định, từ những cảnh giới thấp nhất cho tới cao nhất, rồi xả đại định, rồi cuối cùng mới vào Niết Bàn tại vườn Kusinaga, tức là Ta La Sông Thọ. Thứ hai đó là Đại Đức Sariputra, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, biết trước ngày giờ viên tịch của mình, cho nên vội vàng trở về quê hương với đồ đệ thân cận của mình trong một khung cảnh hết sức là ấm cúng êm đềm, bên một mái tranh xưa với bà mẹ già và hóa độ bà ngay nơi căn phòng của ngài chào đời, ngài viên tịch ở đó. Sự viên tịch của một vị thánh mà đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ đó là tôn giả A Nan, hưởng thọ đến 120 tuổi. Có lẽ ngài là một trong những thánh đệ tử sống thọ nhất thời của Đức Phật mà được ghi chép lại. Vì A Nan là một vị thánh rất lành thuộc ở trong thiền định, cho nên ngài đã lấy lửa làm đề mục. Trước khi viên tịch, tôn giả A Nan không để cho bất kỳ ai phải rộn ràng với việc trà tiệc của mình, cho nên đã bơi thuyền ra giữa sông và dùng khỏa quan tam muội chín lửa ở trong thiền định của mình tự trà tỳ thân xác của mình, lưu lại Xá Lợi giữa dòng sông. Đây là những sự viên tịch mà làm cho chúng ta ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng đối với tôn giả Mục Kiền Liên, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ngài là một bi kịch, làm cho bao nhiêu nước mắt của tăng tín đồ Phật tử rơi ra, nếu không nói là ghê rợn. Thật ra chỉ có bậc thánh như tôn giả và các vị thánh đệ tử mới có thể an trú ở trong chánh định, chánh niệm mà đón nhận một cái chết hết sức là tàn khốc. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn được 2 tuần lễ, tức là vào ngày mùng 1 tháng Kathika, tức là cái tháng đó là giữa tháng 10 với tháng 11, trong kinh gọi là ngày trăng non, tức là ngày mùng 1. Lúc bấy giờ nhằm mùa thu ở Ấn Độ, lá vàng rơi đầy và tôn giả Mục Kiền Liên vẫn âm thầm như chiếc lá thu trên con đường hoằng đạo ở một chiếc thân già cỗi như vậy. Có một điều, đó là tôn giả Mục Kiền Liên trên đường giáo hóa, ngài đã hóa độ được đệ tử của một giáo phái. Giáo phái này hiện nay vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ, có nên nói ra không thầy? Đó là Kỳ Na giáo. Chúng ta gọi đơn giản tức là lõa thể ngoại đạo, tức là một đạo giáo mà không có mặc đồ, có từ thời Đức Phật. Và Kỳ Na giáo này có một vị giáo chủ tên là Nigantha rất là giỏi, và ông ta đã chết một cách uất hận vì đã thua thần thông với tôn giả Mục Kiền Liên. Cho nên đệ tử của ông nuôi cái mối hận đó, nhất định phải trả thù, quyết phải trả thù cho bằng được. Sự tranh luận của Ni Kiền Tử hay là Nigantha này nó rất là nhiều, và dần dần nó đi tới chỗ băng hoại của cái giáo thể. Cuối cùng họ đưa ra một đáp án: sở dĩ giáo đoàn của Ni Kiền Tử mà bị tan hoại là do Mục Kiền Liên dụ hết đệ tử. Họ không nhìn ra được sự yếu kém về đạo đức, không tu tập đúng chánh pháp và tham đắm lợi danh,
sẽ làm tan rã. Vì họ tu ngoại đạo chứ thực ra họ cũng tu tốt theo nguyên tắc của họ, nhưng càng ngày họ càng tham đắm lợi danh. Quý vị biết dù là ngoại đạo họ tu không chánh pháp, nhưng họ rất là nghiêm túc. Nhưng mà càng ngày họ càng tham đắm lợi dưỡng, và họ đánh mất đi cái tiêu chí ban đầu, cái tôn chỉ tu tập của họ, và suy đồi, và họ đổ hết tội lỗi lên trên đầu tôn giả Mục Kiền Liên. Quý vị biết họ âm thầm sát hại tôn giả Mục Kiền Liên bằng cách vu khống nhưng không thành công, và họ chặn đường, họ dùng số đông nhưng không có thể nào làm gì được tôn giả Mục Liên, và họ thuê sát thủ. Thời đó đã có sát thủ, tức là những kẻ đầu gấu đó, đâm thuê chém mướn với một món tiền rất là lớn để đón đường giết tôn giả Mục Kiền Liên. Quý vị biết thật ra rất là đau lòng khi nhắc lại cho quý vị nghe cái đoạn này. Những giáo sĩ cuồng tín của Nigantha không có tìm hiểu nguyên nhân đổ hết tội lỗi lên đầu của tôn giả Mục Kiền Liên. Họ mướn cái đám đâm thuê chém mướn đó.